Xin chào các khán giả thân mến của truyền hình FPT. Chúng ta đang có mặt tại nhà thi đấu CES nằm ở thành phố Hồ Chí Minh để chuẩn bị đón theo dõi trận đấu sân nhà thứ 7 của Sài Gòn Heat ở trong mùa giải bóng rổ nhà nghề Đông Á, mùa giải thứ 9 năm nay. Và đối thủ của chúng ta ngày hôm nay đó chính là Mono Vampire, một đội bóng đã từng bị Sài Gòn Heat đánh bại cũng trên sân CES ở trong mùa giải này. Và đây là lần thứ hai mà chúng ta đối đầu với bài Macaron. Ở trên bảng xếp hạng thì Mono Vampire đang đứng vị trí áp chót ở trên bảng xếp hạng với chỉ một trận thắng và 6 trận thua. Trong khi đó thứ hạng của Sài Gòn Heat là vị trí thứ 5 với 6 trận thắng và 4 trận thua. Đây là những thống kê gần nhất của Mono Vampire trong trận đấu mà họ đã thất bại với tỷ số 95-88 trước Hồng Kông Eastern. Và ngày hôm đó thì họ chào đón một tân binh mới, đó là Malcolm Wise, người đang trên màn ảnh của quý vị và các bạn với những thông số khá ấn tượng trong ngày ra quân. Đó là 21 điểm, 9 trên 7 tình huống field goal thành công và có được 10 tình huống rebound. Ngay trong ngày ra quân thì trung phong mang áo số 1 thay thế cho Christian Charles đã có được một double-double. Và sự thay đổi này cũng xuất phát từ một phần là do Christian Charles gặp chấn thương lưng và anh buộc phải chia tay với đội bóng này. Trong khi đó Sài Gòn Heat ở trong trận đấu gần nhất thì họ đã phải nhận một thất bại với tỷ số là 82-84. Sang Tom, number 36, Sarat Sunthorn Siri, number 65, Tirawat Chantachong, number 69, Darongban Ibibrom Vilachai, number 77, Chinchai Ananti, head coach of Mono Vampire, Mr. Douglas Clark Marty, assistant coach with Mr. Tongkiat Sinha Sene, and Mr. Sumakati Thongthip. Ladies and gentlemen, are you ready to welcome our home team? Make some noise! Sai Gong Heat! Number 7, Nguyen Hoan Vu Vinh. Number 26, Phó Kim Bán. Number 12, Justin Young. Number 34, Tim Well. Number 2, Henry Will. Number 22, Corey Celia. Number 11, Dinh Han Sang. Number 8, Mr. Wingo Jung Dung Hwa. Number 20, Christopher Ducker. Number 33, Kyle Barron. Number 1, Trevon Hughes. Our captain, number 13, Murphy Bernatowski. Head coach of Sài Gòn Heat is Mr. Kyle Julius. Assistant coach Mr. David Singleton. Xin được trân trọng giới thiệu giám sát viên và tổ trọng tài của trận đấu ngày hôm nay, the commissioner referee for this game of Mr. Lê Việt Đức, Mr. Owe Xiao Chang, Mr. Michael Tolentino, Mr. Hacha Jaladi.
Và xin mời mọi người, tất cả mọi người chúng ta hãy cùng đứng lên để làm lễ chào cờ. Ladies and gentlemen, please stand up for the national anthem. Quốc ca. Như vậy là chúng ta vừa trải qua phần lễ chào cờ và chuẩn bị đến với trận đấu trên sân nhà của câu lạc bộ Sài Gòn Heat trước Mono Vampire. Đây là lần thứ hai liên tiếp mà đội chủ nhà đụng độ với Mono Vampire ở trên sân CIS. Hôm nay thì CIS cũng sẽ chào đón sự trở lại của Trevor Hills. Thực tế thì cầu thủ này đã thi đấu cũng đã ra sân ở trận đấu trong năm đầu tiên trong năm 2019 của Sài Gòn Heat trên sân của Westport Malaysia Dragons. Đó là trận đấu mà chúng ta đã chơi dưới sức ở phần cuối của trận đấu và để đánh rơi chiến thắng một cách đầy đáng tiếc. Đây là những thống kê của Mike Singletary cùng với Murphy Bernatowski. 10 cầu thủ áo số 13 của chúng ta cũng có một số điểm có thể nói là ngang ngửa với tay ném hàng đầu của đội khách. Đây là những con số thống kê về Moses Morgan, một cầu thủ vẫn đang cho thấy được những tầm ảnh hưởng nhất định trong đội hình của Mono Vampire với 11,7 điểm trung bình mỗi trận, tỷ lệ field goal là 33% và tỷ lệ rebound là 5,8%, không quá cao. Và điều đó cho thấy được rằng Moses Morgan vẫn chưa có được cho một màn trình diễn tốt nhất khi gia nhập bầy Macaron. Trong lần gần nhất mà câu lạc bộ Mono Vampire viếng thăm sân CS thì Moses Morgan cũng đã không có được một kỷ niệm quá đẹp. Và đây sẽ là đội hình xuất phát của đội khách: Jason Brickman, Mike Singletary, Malcolm White, Darion Pan, Aprion Villachai và Moses Morgan là những người sẽ thi đấu chính thức bên phía đội khách. Còn đây là những gì mà Sài Gòn Heat có mặt ở trong ngày hôm nay, đó là năm cái tên bao gồm trong vòng hiệu máu số 1, số 13 là Murphy Bonatowski, số 13 Kyle Barron, số 20 Chris Diaker và cầu thủ mã số 8 đó là nội binh Trần Đăng Khoa, Mr. Wiggle. Như vậy khác với trận đấu gần nhất thì chỉ có sự thay đổi đến từ Trần Đăng Khoa với Henry Nguyễn. Ở trận đấu trên sân khách thì Henry Nguyễn là người xuất phát ngay từ đầu. Nhưng giờ đây thì cơ hội được trao cho cầu thủ áo số 8. Trước mắt chúng ta đang là tân binh của Mono Vampire, White, cầu thủ áo số 1, và đây cũng chính là trung phong mới của đội bóng này, và anh sẽ là người tranh chấp bóng
với Kyle Barron ở mặt trên bóng. Thực sự thì ngày hôm nay Malcolm White sẽ mang lại những sức ép không chỉ về mặt chuyên môn mà còn là về mặt tinh thần, bởi đây là một cầu thủ có thể nói chơi rất ma mảnh và thường xuyên có những chiêu trò khiêu khích với cầu thủ đối phương. Anh là một người xuất phát từ giải bóng rổ của Philippines. Và chúng ta sẽ chờ đợi xem ai sẽ là cầu thủ giành được bóng. Đó là tình huống tác động và giành được bóng đến từ Travon Hills. Và cầu hết sẽ có được bóng đầu tiên cho mình. Tiếp tục là Travon Hills. Bernatowski đột nhập tốt. Và đó là một tình huống can thiệp, lẽ ra phải là một pha phạm lỗi, nhưng trận đấu vẫn được tiếp tục. Tuy nhiên cú ném của Singletary cũng không thành công. Trước đó thì có vẻ như phải là một tình huống goal standing, tuy nhiên trọng tài lại không cho rằng như vậy. Đây là Kyle Barron đang cố gắng vượt qua White và dứt điểm không chính xác. Đây là Singletary. Jason Brickman chuyền bóng rất tốt. Và đó là hai điểm dành cho Singletary. Một lần nữa chúng ta thấy được khả năng kiến tạo của cầu thủ mang áo số 5 bên phía đội khách. Thật sự là rất khó chịu. Đây là Travon Hill, Chris Diaker đang cố gắng xâm nhập vào vòng bán nguyệt của đối phương. Đó là Kyle Barron, hai đều dành cho Saigon Heat. Một tình huống tiếp ức phải nói là kịp thời và đúng lúc của trung phong áo số 33, khiến cho trận đấu giờ đây là hai đều, tỷ số cân bằng. Chúng ta đã ngay lập tức có lời đáp trả sau khi bị dẫn điểm. Trọng tài xác định đó là backcourt violation của Jason Brickman. Sức ép đến từ Travon Hill đã khiến cho cầu thủ áo số 5 đã gặp lúng túng, và giờ đây quyền kiểm soát bóng sẽ trở về với đội chủ nhà. Còn đây thì là tình huống mà Kyle Barron đã thể hiện được sự vượt trội về mặt thể hình để ghi hai điểm đầu tiên cho Saigon Heat. Bernatowski sẽ là cầu thủ phát bóng dành cho Saigon Heat. Tiếp tục là Travon Hills đang giữ bóng và vượt qua được Jason Brickman, xâm nhập vào vòng bán nguyệt và chuyền ra cho Kyle Barron. Không có ba điểm dành cho Saigon Heat. Tiếp tục là Jason Brickman chưa có sức ép cần thiết để ngăn chặn cầu thủ này. Một pha kiến tạo Malcolm White, và đó là hai, chính xác hơn là điểm số thứ tư dành cho Mono Vampire. Và đó cũng là hai điểm đầu tiên của trung phong áo số 1. Còn đây là Travon Hills chuyền ra rất thuận lợi, Bernatowski đột nhập vào bên trong. Đây là khoa trần, vẫn chưa có cú dứt điểm. Travon Hills, cú ném quá nhẹ của cầu thủ áo số 1. Đã có những tác động khá khó chịu đến từ đội khách trong cú ném của Travon Hill. Đây là pha dứt điểm tiếp theo, nhưng khoa trần đã bị bao thành công. Tiếp tục là Mr. Wigo khá bình tĩnh, và đó là pha phạm lỗi của Abiram Vilachai. Ngay sau tình huống ném 3 điểm không tốt thì Kyle Barron đã nhận được những chỉ đạo đến từ huấn luyện viên Kyle Julius. Ngày hôm nay thì chúng ta vẫn tiếp tục thấy Khoa Trần đeo trên đầu một tấm băng của Saigon Heat. Và tiếp theo sẽ là tình huống lên bóng quen thuộc của Travon Hills đối mặt với Paul. Đây là Murphy Bernatowski, vẫn tiếp tục là tình huống thi đấu tốt của Bernatowski. Mr. Wigo, một pha bóng 3 không thành công. Tiếp tục là một tình huống ném bà chưa tốt của Saigon Heat. Và đây là Malcolm White, một cú block tốt đến từ Kyle Barron. Đây là Mr. Wigo, tốc độ của số 8, đường chuyền Murphy Bernatowski. Một pha bóng thể hiện đầy đủ được những gì mà huấn luyện viên Kyle Julius muốn xây dựng ở Saigon Heat. Phòng ngự chắc chắn ở phần sân nhà và tạo ra tình huống tấn công và thể hiện sự hiệu quả đó bằng việc ghi hai điểm tiếp theo. Malcolm White theo rất sát, nhưng đó là pha ốc rổ quá mạnh mẽ của cầu thủ áo số 1. Đó là end one. Rõ ràng là chúng ta thấy được rằng sau khi Malcolm White có được hai điểm ngay trước mặt của Kyle Barron thì cầu thủ này đã lập tức có những động tác khiêu khích. Hy vọng rằng trung phong áo số 33 sẽ giữ được sự bình tĩnh. Và với những mẫu cầu thủ như Malcolm White thì cách tốt nhất để đối phó với anh ta đó là lên ta đi. Và hy vọng rằng Kyle Barron sẽ không bị tác động bởi cầu thủ này. Một tình huống xử lý tốt và Malcolm White đã không thể thực hiện pha ném phạt của mình. Đây là Travon Hill, đường chuyền tốt, nhưng Kyle Barron đã không thể dứt điểm thành công trong pha lên rổ vừa rồi. Đây là Jason Brickman, tiếp tục là Malcolm White.
Và đó lại là end one. Theon Hit đã phải đối mặt với hai tình huống end one liên tục. Ta sẽ nói rằng sự dũng mạnh của Mekong Wai trong các tình huống lên rổ của mình là ngày đã có nhiều khó khăn dành cho 30. Đặc biệt là khi mà Cao Baron trong tình huống vừa rồi đã không thể kịp lui về. Và Ba Trần đã phải đối mặt với một cầu thủ có tình hình quá vượt trội so với mình. Cú ném tiếp tục không thành công đến từ Mekong Wai. Cầu thủ này không mạnh ở những tình huống ném phạt. Đó cũng là một yếu tố chúng ta có thể khai thác được. Nhưng điều quan trọng là sẽ hết cần phải ghi điểm trong các tình huống lên bóng của mình. Đây là Kyle Barden dứt điểm mất. Pha bóng 3 không thành công. Thêm một pha bóng 3 nữa của Sang Hit vẫn chưa thể có điểm. Đây là single cherry đối mặt với Bernatowski. Nhưng sau đó trọng tài đã thổi phạt cầu thủ mang áo số 13. Đó đã là lỗi đồng đội thứ 3 khi mà trận đấu chưa thể bước qua phần nửa thời gian của trận đấu đầu tiên. Chúng ta cần phải cẩn thận với những tình huống câu lỗi thế này, bởi vì Mr. Vigo giờ đây đã mặc định hai lỗi cá nhân, tức là foul trouble. Cũng có thể nói là thật khó để có thể hóa giải được những tình huống câu lỗi khôn ngoan của My Single Terry. Chỉ riêng ở nửa sau trận đấu gần nhất với Hong Kong Eastern thì cầu thủ này đã câu đến gần 10 lỗi của các cầu thủ xứ Cảng Thơm, và điều đó cho thấy được sự khó chịu của cầu thủ mặc áo số 7. Đây là Masiko Chari với tình huống ném phạt rất tốt. Hiện tại thì Modern Vampire đã vượt lên dẫn trước với khoảng cách là 10 điểm. Chính xác hơn là 6 điểm, 14 cho bầy Macaron. Đây là Bernatowski. Cú ném rất tốt của Bernatowski. 3 điểm quan trọng của cầu thủ áo số 13, thu ngắn cách biệt xuống chỉ còn 3 điểm mà thôi. Đây rõ ràng là một tín hiệu tốt, nhưng chúng ta cần phải phòng ngự đây. Đó là tình huống lên rổ khá dễ dàng đến từ Jason Brickman, và với một cầu thủ đã mắc hai lỗi cá nhân rất khó để Mr. Wiggle chơi quyết liệt trong pha bóng vừa rồi. Và đây là pha bóng tiếp theo cùng 30. Pha Trần đang cố gắng tìm kiếm khoảng trống. Kyle Barron đối mặt với Mekong Wai, và đó là pha giữ bóng thành công. Đã có một tình huống mắc lỗi tấn công của Sài Gòn Heat. Đó chính xác là lỗi hai banh của Kyle Barron. Chưa có phần tác động của Malcolm White, và Kyle Barron đã bắt lại bóng. Và giờ đây thì bóng trở lại với Modo Vampire, Jason Brickman. Cú ném xa rất chuẩn xác. Jason Brickman cho thấy anh không chỉ giỏi kiến tạo mà ghi điểm cũng rất hoàn hảo. Và can thiệp của Apiron Villachai, và nó khiến cho tình huống tấn công của Sài Gòn Heat đã phải dừng lại. Rõ ràng là đã có những vấn đề xuất hiện trong cách vận hành của bộ máy áo trắng, và họ cần phải có khoảng thời gian hội ý để sửa chữa điều này, giúp cho chiến thuật của huấn luyện viên cầu chủ đất được thực hiện một cách trơn tru hơn. Khoảng cách giờ đây đang là 8 điểm 7-15, tạm thời nhìn về bên phía đội khách Mono Vampire. Sau khoảng gần 5 phút đã trôi qua thì giờ đây những người đã xuất hiện trên bảng điểm của đôi bên. Đó là Malcolm White với 6 điểm và cao nhất của trận đấu ở thời điểm hiện tại. Người có số điểm thứ hai, đứng thứ hai bên phía đội khách, đó là Mike Singletary. Còn bên phía đội chủ nhà, thì Murphy Bernatowski là người đang có được 5 điểm. Đó là điểm số tốt nhất của một cầu thủ bên phía Sài Gòn Heat. Và Kyle Barron, mặc dù mới chỉ có được 2 điểm thôi, nhưng anh đã có đến 4 tình huống rebound. Cho đến thời điểm này thì Modern Vampire vẫn đang chưa có bất kỳ một sự thay đổi nào về mặt con người, bởi vì họ vẫn đang vận hành khá tốt. Đây rõ ràng là một sự khởi đầu cho thấy được hiệu quả cao hơn so với những gì mà họ đã làm được ở chuyến làm khách trước đây đến sân CS. Và chúng ta nên nhớ rằng ở trận đấu đó thì Modern Vampire không sử dụng một trung phong ngoại binh và có phong độ cao. Họ chỉ đem vào đó là nội binh Chanta Chon. Ngày hôm đó thì Modern Vampire không có sự phục vụ của Christian Chak vì chấn thương, và ta đã mất mặt cả trận đấu, nên Sài Gòn Heat không phải đối mặt với một mối đe dọa thực sự như là Malcolm White ở thời điểm hiện tại. Single Cherry đang cố gắng dứt điểm, và đó là điểm số tiếp theo. Vẫn đang là những sự chắc chiều về mặt
dứt điểm của đội bóng Âu Cam và nó đang gây ra rất nhiều khó khăn dành cho Sài Gòn Heat. Trevon Hill có khoảng trống bóng 3, Trevon Hill 3 điểm dành cho Sài Gòn Heat. Đó là 3 điểm đầu tiên của cầu thủ mặc áo số 1. Hy vọng rằng sự khai thông về mặt điểm số sẽ giúp cho Trevon Hill thực sự tìm lại được cảm giác của mình. Michael White, Apiron Villachay truyền ra cho Jason Brickman. Cú ném 3 chưa thành công và Kai Barron đã giành lại quyền kiểm soát bóng. Một tình huống thi đấu hơi thiếu tập trung của Kai Barron cũng như là Trevon Hill. Cần phải nhớ rằng Apiron Villachay có được tốc độ khá tốt và khả năng quấy rối cầu. Nên trong những tình huống chuyền ngang như vậy thì các cầu thủ Sài Gòn Heat cần phải để ý đến sự linh hoạt của cầu thủ áo số 69 bên phía Monova Pai. Trevon Hill tiếp tục là đối mặt với Jason Brickman. Tiếp tục pha bắn 3 của Trevon Hill nhưng nó lại không thành công và Moses Morgan là người rebound. Một cú rebound khá chắc tay. Đây là Jason Brickman. Tình huống đột phá rất tốt và lên rổ một tay nhưng không thành công và Murphy Bernatowski là người đã rebound. Trevon Hill lên bóng cho Sài Gòn Heat. Pha trần trống trải ở vị trí không độ nhưng không dứt điểm. Một tình huống tổ chức tấn công từ tốn của đội chủ nhà. Trevon Hill đột nhập. Chuyền ra Bernatowski. Nhưng đó là một quyết định không thực sự khôn ngoan của Bernatowski trong cú dứt điểm. Một phần ngoài đang cho thấy được sự khó chịu của mình trong những tình huống block. Và đây tiếp tục là Jason Brickman với pha dẫn bóng cho Monova Pai. Tiếp tục là Michael White. Và đây là Mike Singletary bắn từ rất xa và nó không vào. Khá may mắn cho Sài Gòn Heat. Và đây là cầu để chúng ta tiếp tục luôn ngắn khoảng cách vào mặt điểm số. Apiron Villachay đã bị truy cản. Đây là khoảng trống dành cho Mr. Wigo. Tuy nhiên anh không thể ghi điểm. Những cơ hội đáng tiếc bị bỏ qua bởi Sài Gòn Heat. Jason Brickman, Moses Morgan không thể chuyền thành công và cơ hội dành cho Sài Gòn Heat. 4-2 và phải có 2 điểm dành cho đội chủ nhà với một tình huống luân chuyển bóng tuyệt vời. Và đó là một điều mà chúng ta cần thiết phải làm trong những pha bóng như tiếp theo. Sài Gòn Heat đang phản công khá tốt và tạm thời đúng anh phản khách xuống còn 5 điểm so với Monova Pai. Jason Brickman lại là một pha lên rổ nữa đến từ số 5. Ngày hôm nay Jason Brickman rất chịu khó xâm nhập vào vòng bán nguyệt của Sài Gòn Heat. Và sự bọc lót giữa các cầu thủ áo trắng vẫn là chưa thực sự tốt. Trần Đăng Khoa, Diaker. Lúc này thì Diaker cùng với Trần Đăng Khoa là những người chưa có điểm. Và đột nhập tốt, xử lý thông minh của Diaker mang về 2 điểm đầu tiên từ cầu thủ áo số 20. Moses Morgan, đó là pha bóng 3 không thành công của Moses Morgan. Và cựu cầu thủ của Sài Gòn Heat đang cho đội chủ nhà cơ hội tiếp tục rút ngắn khoảng cách. Trevon Hill rất lắc léo. Và đó là một tình huống and one. Như vậy là không có điểm, chính xác là không có điểm. Và Trevon Hill chỉ bị thổi phạt một lỗi bình thường mà thôi. Chúng ta chờ quyết định sau cùng của các trọng tài. Như vậy là không có những cú ném phạt dành cho Sài Gòn Heat, chỉ là tình huống phát bóng từ cuối biên. Sang Đình lúc này đã xuất hiện trong đội hình chính thức để thay thế cho Khoa Trừng. Bernat, đây là Kai Barron. Xích chút nữa chúng ta có and one. Sang Tôn là người đã phạm lỗi với Kai Barron. Và vừa rồi thì bên phía đối phương có hai sự thay đổi, đó là Sang Tôn cùng với Anati vào sân. Chính xác hơn là 3 khi một cái tên nữa cũng đã được tung vào, đó là số 22 Frederick List. Và vừa mới nói xong thì Modern Vampire tiếp tục có thêm một sự thay đổi nữa, đó là một nội binh khác vào sân, số 65 Chantachon để thay thế cho trung phong mang áo số 1 Malcolm White. Lúc này thì huấn luyện viên Carl Julius cũng có lời đáp trả khi đưa Khoa Trần trở lại để thay thế cho Trevon Hill. Cú ném đầu tiên là rất tốt đến từ Kai Barron. Nhưng không có điểm số thứ 8 cho, xin lỗi vị, đó là điểm số thứ 6 cho cầu thủ áo số 33. Đây là Frederick List, người đang dẫn bóng thay thế cho Jason Brickman. Chantachon
Marcin Gojari, một cầu thủ có thể lực rất dồi dào, anh vẫn chưa bị thay ra và đó là tình huống cản bóng tốt của cầu thủ Sài Gòn hết. Như vậy là trọng tài xác định bóng đã từ tay của Kai Baron đi hết đường biên. Bóng ảo bào thuộc về đội khách. Sẽ có một tình huống phát bóng từ cuối sân dành cho Frederick Lis và các cầu thủ áo cam. Frederick Lis là một cầu thủ rất dày dặn kinh nghiệm tại ABL. Mùa trước thì anh thi đấu cho COS này. Frederick Lis pha lên rổ rất khó chịu và anh đã ghi hai điểm đầu tiên ở trận này một cách rất ngoạn mục. Vẫn là khoảng cách 6 điểm dành cho Modern Vampire. Sẽ hết cần có thêm những sự bùng nổ để có thể chặn đứng đà lên điểm của đối phương. Đây là Mr. Wigo, Murphy, Bernatowski. Bóng sọt rổ và không hề có một tiếng động nào được vang lên. Quá tuyệt vời. Tình huống ném ba thành công thứ hai ở trận này của Bernatowski. Và cách biệt chỉ còn 3 điểm mà thôi. Singletary rất khó chịu nhưng không thành công cơ hội để tấn công cho Sài Gòn Heat. Bernatowski sang đến. Rất bình tĩnh và ghi 2 điểm, phải nói là cực kỳ thông minh của Sang Đình. Một pha xử lý cực kỳ bình tĩnh và vừa rồi thì trọng tài đã thổi phạt cầu thủ mang áo số 11 Sang Đình trong và lui về hỗ trợ phòng ngự vừa rồi. Ông đã rất nghiêm khắc với đội bình của Sài Gòn Heat. Và với lạc lên điểm liên tiếp của Sài Gòn Heat thì huấn luyện viên Douglas Clark-Marty đã đưa vào sân trở lại Malcolm White. Họ đã dừng chuỗi ghi điểm của mình và không có được sự hiệu quả trong những tình huống tấn công và Malcolm White sẽ xuất hiện để thay đổi điều đó. Anh thay thế cho Singletary, cho David Liss. Tiếp tục là số 22 của Modern Vampire, một pha bắn cực kỳ trung bình không thành công. Và đã có một tình huống rebound tốt đến từ Sài Gòn Heat. Đây là Mr. Wiggle. Trần Đăng Khoa. Tiếp tục là cầu thủ áo số 8. Pha chuyền ra đã bị bắt bài và Frederick Lis là người lên bóng cho đội khách. Malcolm White ném rất tốt ở cự ly trung bình. Malcolm White vẫn đang giữ được sự tập trung trong các pha dứt điểm của mình. Thời gian còn lại của thi đấu thứ nhất còn đúng 30 giây. Và đây là Bernatowski. Sài Gòn Heat đang muốn tận dụng tối đa thời gian lên bóng của mình trong tình huống này. Tiếp tục là Murphy Bernatowski dứt điểm từ rất xa, không thành công. Vẫn còn đó là Sang Đình. Chris Dierker, 3 điểm dành cho Sài Gòn Heat. Đó là điều mà chúng ta rất ít khi được thấy ở Chris Dierker. Một cầu thủ đánh hiệu quả hơn ở vòng trong nhưng đã ra tay rất, phải nói là rất nóng bỏng ở vòng ngoài và giúp cho chúng ta kết thúc hiệp thi đấu đầu tiên với tỷ số hòa 23-23. Tuyệt vời Sài Gòn Heat. Sài Gòn Heat luôn có một khởi đầu có thể nói là khá chậm trong những hiệp đấu, những trận đấu của mình. Nhưng điều quan trọng là họ lại thức tỉnh đúng lúc với những tình huống tỏa sáng từ ngoài vòng bán nguyệt. Đó là thứ đặc sản không thể thiếu của 30. Và giờ đây chúng ta đã khép lại hiệp đấu đầu tiên với tỷ số 23-23. Rất hợp lý và kịch tính trước Modern Vampire. Sự quyết đoán ở quyết định dứt điểm của Chris Dierker là điều khiến cho tất cả phải bất ngờ. Nhưng mọi người sẽ ngỡ ngàng hơn khi mà bóng đi vào lưới. Đó là một pha bóng phải nói là cực kỳ ấn tượng của cầu thủ áo số 20. Và nó mang đến điểm số thứ 5 cho Chris Dierker ở trận này. Nó bằng đúng với số điểm mà Kai Baron đã ghi được trong hiệp 1. Người dẫn đầu danh sách ghi điểm của Sài Gòn Heat trong hiệp đấu đầu tiên đó là Murphy Bernatowski với 8 điểm. Trong đó có 2 cú ném 3 thành công. Và Sang Đinh thì cũng là cầu thủ đã có được điểm số cho Sài Gòn Heat với 2 điểm. Lúc này thì chỉ có Khoa Trần là người có mặt trong đội hình chính chưa thể ghi được điểm số nào, nhưng anh cũng đã có được 3 rebound và 2 kiến tạo. Nhìn vào những gì đang có được ở bên phía đội khách thì chúng ta vẫn thấy được họ phụ thuộc rất nhiều vào vũ ba Jason Friedman, Mike Singletary và Malcolm White. Đây đều là những cầu thủ đã ghi điểm cho Modern Vampire trong đội hình chính. Hai cầu thủ còn lại là Abiram Villajai và Moses Morgan chưa có điểm nào. Và người dự bị duy nhất ghi điểm được cho bầy Macaron đó chính là Frederick Lis với 2 điểm. Rõ ràng là chúng ta cần phải lưu tâm và khá chặt được ba cái tên Friedman, Singletary và Malcolm White, những người đang trở thành nguồn kiếm điểm chính của bầy Macaron. Nếu dập tắt được những
cầu thủ này thì cơ hội để cho Sàn Huyết thiêu đốt được Mạc Đồng là rất sáng. Sau hiệp đấu đầu tiên thì tỷ lệ field goal của Sài Gòn Heat là 43% với 9 trên 21 tình huống dứt điểm thành công. Trong khi đó thì ở bên phía đội khách đó là 45,5%, không quá nhiều vượt trội, và hiệp 2 đã bắt đầu với tình huống lên bóng của đội khách đến từ Frederick Lish. Frederick Lish đang thay thế vai trò của Joseph Friedman và vẫn còn đó là một ngoại bình mang không hoài ở trong đội hình của Monopapai. Anati, một pha xử lý không thành công của Chichai Adati, và Christian Garibau rất tuyệt vời pha lên bóng dành cho Sun Heat với tình huống giữ bóng của Trevon Hills đối đầu với Frederick Lish. Anh cố gắng vượt qua và chuyền bóng dành cho Kai Warren, đấu tay đôi Malcolm White, đường chuyền sang cho Sandin, đã có một pha phạm lỗi của Chichai Adati. Sandin đã có một tình huống chuyển hướng đột ngột khiến cho Adati hoàn toàn bị bất ngờ. Điều đó đã khiến cho cầu thủ mặc áo số 77 phải phạm lỗi với Sang Đình. Trần Đăng Khoa, Kai Barron nhận bóng và bóng trở về với Trevor Hughes. Cầu thủ dẫn bóng của Sài Gòn Heat rất bình tĩnh. Trevor Hughes, Kai Barron. Vẫn là một tình huống giữ bóng, còn lại 1 giây và đến chiếc điểm ngay. Trevor Hughes không có điểm số cho Sài Gòn Heat nhưng vẫn còn đó là pha đi vào tốt đến từ Chris Dierker. 14 giây tiếp theo dành cho Sài Gòn Heat. Chris Dierker đã có một tình huống cầu lỗi tốt đến từ xoài 10. Tưởng chừng như Malcolm White đã có thể block thành công, nhưng đó là tình huống phạm lỗi của Santon và sẽ có hai tình huống ném phạt dành cho Chris Dierker với một pha đột nhập rất mạnh mẽ. Chúng ta đã câu được hai lỗi đồng đội của Mono Vampire chỉ trong vòng chưa đầy một phút thi đấu trong hiệp 2. Một tín hiệu tích cực dành cho 30. Chris Dierker không thành công. Cú ném phạt đầu tiên đã không tốt đến từ cầu thủ áo số 20. Nhưng ở cú ném thứ hai thì Chris Dierker đã làm rất tốt và tỷ số lúc này là 24-23, điểm số đầu tiên trong hiệp 2 thuộc về đội chủ nhà. Và đây tiếp tục là tình huống lên bóng của Frederick Lish. Cơ hội dành cho Bonaparte, một tình huống chuyền bóng sai. Và đây là Sandin rất tốt. Và sau đó đôi là quyền kiểm soát bóng và người đang giữ bóng là Savon Hill. Tiếp tục phản trọng dành cho Sandin. Bắn ba ngay lập tức nhưng không có điểm dành cho ông 30. Một cú steal đến từ Mr. Wigo. Chưa có điểm. Và đó là tình huống cướp bóng của Savon Hill. Liên tiếp là hai cú steal đến từ ông 30. Mr. Wigo tiếp tục là một pha bỏ lỡ cơ hội. Nhưng bóng liên tục bị đổi chủ và Sandin đã giảm nhịp tấn công. Rất nhiều những tình huống gây sức ép ngay lập tức đến từ đội chủ nhà và giúp cho họ sở hữu bóng. Nhưng những tình huống dứt điểm lại không thành công khiến cho Sài Gòn Heat đã phải nhận 2 điểm đến từ Frederick Lish. Khá đáng tiếc khi chúng ta chưa thể có được những điểm số. Trevon Hill! Một cú ném phải nói là vô cùng chuẩn xác của Trevon Hill. Lần thứ hai thành công ở bên ngoài vòng bán nguyệt đến từ cầu thủ áo số 1. Nhưng đó là lời đáp trả đến từ Frederick Lish, rất mạnh mẽ đến từ đội khách. Khoảng cách giờ đây tiếp tục là một điểm nghiêng về phía bàn Macaron. Nhưng chúng ta sẽ có được bóng tiếp theo. Frederick Lish không thể can thiệp được cho Von Hill. Và đây là Sandin đối mặt với Sarton. Và đây là Kyle Barron cố gắng vượt qua Malcolm White. Dứt điểm của Lee Trung Bình không thành công và người đi bao là Chan Hachon. Và Frederick Lish sẽ là người lên bóng cho đội khách. Chuyền cho Chantachon, pha lên rổ rất tốt của cầu thủ áo số 65. Hai điểm tiếp theo dành cho các cầu thủ Thái Lan. Họ đã chơi rất hiệu quả trong những tình huống tấn công của mình. Và điều đó thì ở bên kia chiến tuyến đã không được thể hiện một sự tương tự. Chúng ta chưa thể đạt được sự hiệu quả cao nhất trong các pha dứt điểm của mình. Trevon Hill, một pha dứt điểm giữa bảng rất hay của số 1. Và đó là 29-30 dành cho Sài Gòn Heat. Những tình huống thi đấu rất tự tin đến từ cầu thủ áo số 1. Sự hiệu quả của anh cũng rất cao. Frederick Lish ném xa, không thành công. Và bóng trở lại với Sài Gòn Heat. Trevon Hill xử lý khéo léo. Chuyền cho Chris Dierker. And one. Một pha chạm tay phải nói là rất vô duyên đến từ Santon đối với tình huống đã quyết định úp rổ của Chris Dierker.
Đó là một tình huống có thể nói là không cần thiết của chiếc Giant. Anh ta đã có một động tác có thể nói là vô cùng thừa thải với vài úp rổ vừa rồi của Chris Dierker. Nhưng không sao cả, đó là tin vui dành cho Saigon Heat. Chris Dierker đã tạm thời vươn lên trở thành người có điểm tốt nhất của Saigon Heat với 8 điểm đã có được. Và sắp tới sẽ là thêm một cơ hội để gia tăng điểm số dành cho cầu thủ mặc áo số 20. Ngày hôm nay thì Chris Dierker đã có sự nhập cuộc tốt hơn so với trận đấu gần nhất trên sân khách. Ở trận đó thì mãi đến hiệp thi đấu thứ tư, cầu thủ mặc áo số 20 mới ghi được 4 điểm. Trong khi ở lúc này thì số điểm mà Chris Dierker đã có được đã gấp đôi, cùng với đó là 4 tình huống rebound và một pha kiến tạo. Như vậy là với việc cập nhật điểm số thì lúc này Saigon Heat có đến 2 cầu thủ cùng có được 8 điểm, đó là Chris Dierker cùng với Trevor Hughes. Và như vậy thời gian hội ý đã hết và chúng ta sẽ chuẩn bị bước đến khoảng thời gian còn lại là 6 phút 37 giây của hiệp thi đấu thứ hai. Và trận đấu sẽ tiếp tục với cú ném phạt của Chris Dierker để mang về hy vọng hoàn tất một pha tấn công 3 điểm dành cho Saigon Heat. Hiện tại thì chúng ta đã cầu được 3 lỗi đồng đội của đối phương và chưa hề mắc một lỗi nào trong hiệp 2 này. Cú ném rất chắc tay của Chris Dierker. Điểm số thứ 9 đã đến với cầu thủ này. 32-30, 2 điểm cách biệt được tạo ra. Jason Friedman đường truyền dành cho Mike Singletary. Malcolm White một tình huống cố gắng và mất bóng đến từ Malcolm White. Trevor Hill lên bóng dành cho 30. Đây là Chris Dierker, không thành công, rất đáng tiếc. Tiếp tục là Trevor Hill và bóng được bật ra đúng vào tay của Singletary. Malcolm White đã có một tác động đến từ Bernatowski và phạm lỗi khá rõ ràng. Một pha phạm lỗi khôn ngoan và kịp lúc của Bernatowski. Đó mới là lỗi đồng đội đầu tiên của Saigon Heat. Và cần phải nói thêm là Malcolm White cũng chưa hề tung ra tình huống dứt điểm. Chúng ta không phải chịu những quả ném phạt. Dù sao thì đó cũng là một pha xử lý tốt đến từ đội trưởng bên phía Saigon Heat. Anh đổi lại bằng lỗi cá nhân thứ hai. Không sao cả, vẫn chưa phải là foul trouble đối với số 13 của anh 30. Bóng sẽ được phát bên sân Pickman, cầu thủ kiến tạo tốt nhất bên phía Monopoly đã được đưa trở lại sân sau một số sự chật chặt nhất định trong cách triển khai bóng của đội khách. Và đó là pha can thiệp tốt đến từ Mr. Wiggle. Chris Dierker đã có một tình huống uy hiếp đủ tốt để khiến cho Malcolm White không có lợi thế. Bàn trống dần sang đến, tuyệt vời! Tình huống phối hợp của hai cầu thủ chơi rất thân trong đội hình của Saigon Heat mang về 3 điểm tiếp theo cho 30. Và khoảng cách 5 điểm chính là khoảng cách lớn nhất mà Saigon Heat tạo ra được trước đối phương kể từ đầu trận. Malcolm White đang bị Chris Dierker phá lại, và bao dành cho Saigon Heat. Tình huống trượt chân rất vô duyên của cầu thủ mặc áo số 1. Và nó khiến cho pha tấn công của đội khách đã buộc phải dừng lại. Giờ đây là cơ hội để lên bóng cho đội chủ nhà, vẫn là Trevor Hughes. Trevor Hughes đối mặt với Jason Brickman. Có sự tiếp ứng đến từ Dierker. Phá trần Bernatowski. Ném ba đang rất bùng nổ, đó là những gì mà các cầu thủ chủ nhà thể hiện vào lúc này. Khi Saigon Heat vào form và đạt được sự tự tin trong cú đá 3 thì họ sẽ rất nguy hiểm. Jason Brickman đáp trả không thành công và bỏ ba bầu lại tiếp tục dành cho Saigon Heat. Moses Morgan được tung vào sân để gia tăng khả năng bắn 3 của các cầu thủ Monopoly và người thay ra nghỉ là Chantachon. Bóng được phát lời một lần nữa từ Bernatowski và đây là Trevor Hughes đối mặt với Jason Brickman. Số 1 của chúng ta ngày hôm nay đã cầm bóng tự tin hơn và bắt đầu cho thấy được kỹ thuật cá nhân rất tốt của mình trong việc giữ bóng. Tiếp tục là Trevor Hill. Đường truyền không tốt và đó là Moses Morgan với một pha cướp bóng rất uy lực. Nhưng không ghi 2 điểm. Bernatowski đã chơi rất bình tĩnh ở tình huống phòng ngự. Cơ hội cho Saigon Heat. Trevor Hill và dứt điểm rất không thành công. Đáng tiếc cho Trevor Hill. Và cầu thủ này đã bị ngã vào ghế của các khán giả.
Đó là tình huống không thể ghi điểm đến từ Single Cherry. Và đây là Moses Morgan bắn 3, nó lại đi vào rổ rồi. Và chúng ta có tình huống lên bóng đến từ Murphy Bernatowski. Trevor Hughes khoảng cách 5 điểm. Vừa rồi là tình huống can thiệp rất tốt đến từ Jason Brickman. Và tấn công của sàn hit còn lại là 10 giây. Chúng ta sẽ phát bóng ở khu vực cuối sân. Mr. Wiggle đang tìm cách vượt qua và dứt điểm đến từ Murphy Bernatowski. Bóng đập vào cạnh rổ. Đây là Single Cherry. Christian Kirk can thiệp rất hay. Đó là tình huống phòng ngự tuyệt vời. Cơ hội tấn công cho sàn không hit Bernatowski. Chúng ta xác định không có lỗi của Malcolm White. Cả hai bên đều đã có những tình huống dứt điểm không tốt. Vừa rồi là hai pha tấn công liên tiếp bất thành đến từ Sài Gòn Heat và chúng ta đang bị chặn lại đà ghi điểm. Moses Morgan, Jason Brickman. Moses Morgan đang rất khát khao cho hiện mình trong lần trở lại thứ hai ở sân CS. Đây là Jason Brickman đường truyền dành cho Moses Morgan bắn 3. Không được rồi, một vài dứt điểm hơi vội vàng đến từ cựu cầu thủ của Sài Gòn Heat. Và đây là Trevor Hill. Đột nhập rất tự tin. Ghi 2 điểm cho Sài Gòn Heat một cách dễ dàng. Đó đã là điểm số thứ 10 của Trevor Hill ở trận này và N1 được cộng thêm cho cầu thủ mặc áo số 1. Và điều đó khiến cho Douglas Camarty buộc phải sử dụng quyền hội ý mà thôi. Hiệp 2 là một hiệp đấu đang rất ấn tượng đến từ đội chủ nhà khi mà họ đã có được 17 điểm so với chỉ 10 điểm của đối phương và tạo ra đúng cách biệt 7 điểm. Giờ đây thì sang hết chỉ còn cách điểm số mà họ ghi được ở trong hiệp đấu đầu tiên 6 điểm nữa mà thôi. Còn một Vampire thì cách tỷ số mà họ có được ở trong hiệp đấu đầu tiên đến 13 điểm. Ở trong hiệp 2 này chúng ta đã phòng ngự tốt hơn và tấn công cũng chất lượng hơn rất nhiều và phần lớn đến từ những pha bóng bạc. Chính xác là như vậy, khi mà đến lúc này Sài Gòn Heat đã có được 7 tình huống ném 3 thành công sau 18 lần thử sức ở bên ngoài vòng bán nguyệt của đối phương. Thời gian hội ý đã kết thúc, chúng ta sẽ tiếp tục bắt đầu thi đấu thứ hai với khoảng thời gian còn lại là 3 phút 30 giây. Và tình huống đầu tiên sẽ là pha ném phạt của Trevor Hills. Cầu thủ này đã có được 10 điểm, 4 rebound, 2 kiến tạo và cùng với đó là một tình huống steal. Vẫn là một sự hiệu quả tuyệt vời đến từ Trevor Hills sau khi trở lại từ chấn thương. Cú ném cực kỳ chắc tay và điểm số thứ 11 đến với cầu thủ mặc áo số 1, tạo ra cách biệt 8 điểm cho Sài Gòn Heat. Jason Brickman đối mặt với Brickman chính là Sang Linh. Đây là Marcin Gortari, Kim Thong Siri. Malcolm White lúc này đã bị phong tỏa rất tốt. Cú ném ở cự ly trung bình không thành công và Sang Linh đoạt lại bóng cho Sài Gòn Heat. Tự tin để băng lên phía trước, dứt điểm không được. Đó là cú dứt điểm không tốt của Sang Đình. Đây là một tình huống mà chúng ta sẽ phải chống phản công. Và Single Cherry không thể ghi điểm. Cao Baron rebound rất tốt trong tình huống vừa rồi. Trevor Hills tiếp tục đối mặt với Sunthorn Siri. Sunthorn Siri bị vượt qua một cách dễ dàng. Trevor Hills không thành công. Vẫn còn đó là số 1 của chúng ta. 3 điểm dành cho Sài Gòn Heat. Nhà thi đấu CS đã thực sự bùng nổ với màn thể hiện cực kỳ tự tin của Trevor Hills. Vượt qua đối phương bằng động tác kỹ thuật tuyệt vời và sau đó thực hiện hai cú ném mang về 3 điểm. Brickman, Malcolm White ném ở cự ly trung bình thành công, một cú ném rất chuẩn xác của cầu thủ áo số 1. Dù vậy thì Malcolm White đã bị ngăn chặn trong việc tiếp cận rổ của Sang Hit trong hiệp 2 này. Một phần đến từ sự truy cản rất hợp lý của Kai Baron, đã bắt bài được Malcolm White.
Đây là một Kyle O'Brien ghi điểm chăng? Có điểm dành cho Simon Hill và đó là 3 điểm nữa dành cho Bobby. Cú ném 3 thành công thứ 9 ở trận này của Sài Gòn Heat và chúng ta mới đi qua được gần một nửa thời gian của trận đấu mà thôi. Một ngày tưng bừng của những cú ném bên ngoài. Nhưng nó không đến với các cầu thủ Mono Vampire với cú ném vừa rồi của Moses Morgan. Và xúc trù, chứ sao là xúc chấp được đưa vào sân để thay thế cho Sunthorn Siri. Đây là một cầu thủ mà huấn luyện viên Douglas Lackmarty thường sử dụng để khi ông cần quấy rối các cầu thủ đối phương. Xúc chấp có một thể hình về bề ngang và có khả năng quấy rối khá tốt. Trevor Hill vẫn đang có những pha xử lý bóng rất tự tin. Khai ba lên khoảng trống bắn ba không thành công, nhưng đó là sang đình với sự tiếp ứng. Khoa Trần rất bình tĩnh. Ngày hôm nay Sunhead đang có những pha xử lý bình tĩnh và rất hợp lý. Mr. Wiggle không thành công, hơi thừa tự tin nhưng lại thiếu chuẩn xác ở vài dứt điểm cuối cùng. Đây là Michael Singletary lên rổ rất chắc chắn và đó là 2 điểm nữa dành cho Mono Vampire, khoảng cách là 10 điểm. Kyle Barron sẽ là người lên bóng cho Sài Gòn Heat. Đây là Sang Đình đã mở tốc độ và đó là tình huống lên rổ tự tin nhưng không có điểm, rất đáng tiếc cho cầu thủ mặc áo số 11. Một pha lên rổ khá chất lượng. Moses Morgan bóng bị bật ra ngoài và một lần nữa là pha đi vào dắt tay của Kyle Barron. Rõ ràng là CIS không có những kỷ niệm đẹp trong ngày trở về của Moses Morgan. Khóa trấn không thành công, rất đáng tiếc. Trước đó là một tình huống chuyền bóng ở sau lưng rất hay đến từ Trevor Hill. Jason Brickman có khả năng bắn ba và anh bắn ba cũng không tốt. Một cầu thủ phạm lỗi tấn công của Michael Cherry. Sang Đình nở một nụ cười rất tươi. Anh đã câu lỗi thành công đến từ đối phương và quyền kiểm soát bóng thuộc về đội chủ nhà. Và đó là lỗi đồng đội thứ tư của đội khách ở hiệp thi đấu thứ hai này. Và giờ đây chúng ta sẽ tiếp tục bắt đầu khoảng thời gian có thể nói là cuối cùng của hiệp thi đấu thứ hai. 26,2 giây còn lại và đợt tấn công 24 giây dành cho Sài Gòn Heat. Như vậy là trọng tài xác định Sài Gòn Heat sẽ có thêm 2 cú ném phạt với việc tính lỗi chuẩn xác của ban trọng tài trở lại. Đó là 5 lỗi đồng đội của đội khách. 2 cú ném phạt cho Sang Đình, bất ngờ có thêm những cơ hội để gia tăng điểm số cho Sài Gòn Heat. Một hiệp đấu mà chúng ta chỉ mắc đúng một lỗi cá nhân và trong khi đó 5 lỗi đồng đội đến từ các cầu thủ Mono Vampire. Cú ném đầu tiên của Sang Đình là tốt và đây là 48-37. Vẫn còn một cơ hội nữa để gia tăng khoảng cách và mặt điểm số. Sang Đình đã có được điểm số thứ 7 rất tốt. Như vậy là sự thay đổi người được thực hiện. Corey Celia đã được đưa vào sân để thay thế cho Murphy Bernatowski. Lúc này chúng ta có nhiều nội binh hơn trên sân, chỉ một mình Kyle Barron là ngoại binh duy nhất. Đây là Jason Brickman, họ đang muốn tận dụng tối đa khoảng thời gian còn lại của hiệp thi đấu thứ hai này. Jason Brickman rất bình tĩnh và anh không hề vội vàng. Chuẩn bị tiếp cận vào khu vực bán nguyệt của Sài Gòn Heat. Michael Cherry đang bị theo rất sát bởi Sang Đình và đó là lỗi đến từ số 11 của Sài Gòn Heat. Đó là lỗi thứ hai ở trận này của Sang Đình và cũng là lỗi đồng đội thứ hai của Sài Gòn Heat mà thôi. Không có bất kỳ một cú ném phạt nào dành cho đội khách. Chúng ta vẫn đang làm rất tốt nhiệm vụ và chỉ còn lại là 3 giây mà thôi. Man không quay dứt điểm Apple dành cho Mono Vampire. Hiệp 2 đã khép lại với một màn trình diễn tuyệt vời đến từ Sài Gòn Heat. 26 điểm 12 giúp cho họ nâng tổng điểm lên thành 49 chỉ so với 14 điểm 12 và 37 điểm của Mono Vampire. Hiệp 2 đã kết thúc với một tin vui và hy vọng rằng hiệp đấu thứ 3 sẽ tiếp tục như vậy. Và chúng ta sẽ gặp lại nhau sau ít phút nữa khi thời gian hiệp 3 trở lại. Đội nào di chuyển đầu tiên?
Sài Gòn Hot Girls. Một tay to hơn nữa. Thank you, Sài Gòn Hot Girls.
Top one. Xin chào mừng quý vị và các bạn cùng trở lại với nhà thi đấu CES để chuẩn bị bước vào nửa sau của trận đấu giữa hai câu lạc bộ Saigon Heat và Mono Vampire. Trên màn quý vị và các bạn là những thống kê sau hai hiệp đấu đầu tiên và đội chủ nhà đã chơi cực kỳ hiệu quả và ấn tượng để tạo ra được khoảng cách là 12 điểm đối với Bay Macaron. Và chúng ta có được khoảng cách 12 điểm này phần lớn dựa vào màn trình diễn đầy hứng khởi ở trong hiệp thi đấu thứ hai. Những cú bắn ba đã làm nền tảng cho một sự thăng hoa của ông 30 ở trong 10 phút của hiệp 2. Và họ hiện tại đang có được 9 tình huống bắn ba sau 24 cú ném. Mặc dù tỷ lệ field goal ở ngoài vòng bán nguyệt chỉ đạt 37%, nhưng có việc rất chịu khó ném ba, và khi đã vào tay thì ông 30 đã bắt đầu tạo được khoảng cách tốt so với đối thủ. Và ở chiều ngược lại thì hàng phòng ngự của đoàn quân cầu Sudos cũng hoạt động hiệu quả hơn ở trong hiệp thi đấu thứ hai, thì chúng ta đã khóa được những mũi nhọn của đối phương như là Mike Singletary hay là cái tên tân binh Ben Conway. Anh hoàn toàn đã bị tắt điện bởi Kyle Barron. Mike Conway ngày hôm nay đã có được cho mình 10 điểm cùng với đó là 6 tình huống rebound, vẫn là một thông số có thể chấp nhận được đối với cầu thủ mới chỉ có trận đấu thứ hai tại ABL. Và anh cũng là người có điểm tốt nhất bên phía câu lạc bộ khách. Đứng thứ hai về mặt điểm số đó là Mike Singletary với 8 điểm. Và cầu thủ này thì cũng đã có được 8 tình huống rebound ở rất gần với việc đạt được double-double ở trận này. Jason Brickman đứng ở vị trí thứ ba về mặt điểm số với 7 điểm. Ngày hôm nay thì Jason Brickman mới có 4 lần kiến tạo mà thôi. Việc ngăn cản một cầu thủ có khả năng truyền tốt như Sonicman cũng rất quan trọng để giúp cho Sun Heat tiến gần hơn với chiến thắng. Bởi vì cho đến thời điểm hiện tại thì trung bình mỗi trận đấu tại giải ABL 9 mùa này thì Jason Brickman kiến tạo chẳng 10 pha. Và rõ ràng là đó là một con số mà Sun Heat cần phải giảm càng ít càng tốt ở trong trận đấu này. Và thậm chí là ở đầu mùa giải năm nay thì cầu thủ báo số 5 của đối phương đã đạt được một cột mốc lịch sử khi trở thành tay kiến tạo tốt nhất của lịch sử giải đấu ABL. Đây là những thống kê của Malcolm White mà chúng tôi đã đề cập trước đó. 10 tình huống, 10 điểm ghi được và 6 tình huống rebound, bên cạnh đó ấn tượng với 2 tình huống block ở phần sân nhà. Và chúng ta thấy những bước đi của Malcolm White luôn cho thấy một sự ngạo nghễ của anh. Nhưng hiện tại thì Malcolm White cần phải vượt qua được Kyle Barron, người đã có được 8 điểm, 10 pha rebound. Anh chỉ còn cách cú double-double của mình đó là 2 điểm nữa mà thôi. Và hiệp 2 sẽ, chính xác hơn là hiệp 3 sẽ bắt đầu với quyền phát bóng dành cho Saigon Heat. Đây là Trevon Hills tiếp tục đối mặt với đối thủ quen thuộc của mình trong trận này, đó là Jason Brickman. Một tình huống screen rất tốt đến từ Kyle Barron. Khoảng trống dành cho Khoa Trần, cơ hội để dứt điểm, một pha open play rất tốt được tạo ra bởi Kyle Barron. Và sau đó thì Khoa Trần đã lui vào phòng ngự nhưng không đủ sức mạnh so với Malcolm White. Rất đáng tiếc, đó là một tình huống mà Khoa Trần đã hết sức cố gắng nhưng anh cũng không thể ngăn cản được số 1 của Bonavapa ghi 2 điểm. Tạm thời đúng đắn, khoảng cách xuống còn 10 điểm dành cho đội khách. Đây là Chris Diaco, một tình huống chuyền bóng vẫn tới được tay của Mofi Bonatowski, vượt qua sự truy cản của Abidon Villachai, tung ra phải dứt điểm. Kyle Barron, một tình huống dứt điểm hỗ trợ dễ dàng của Kyle Barron. Và chip in tốt giúp anh hoàn thành cú double double ở trận này. Sau đó thì Khoa Trần đã phạm lỗi với Moses Morgan, người trong ngày hôm nay cũng đã có được những điểm số cho đến thời điểm hiện tại, đó là 3 điểm. Những thời gian quay lại CES luôn thực sự là những khoảng thời gian khó khăn đối với Moses Morgan, chưa có niềm vui nào cho anh. Tỷ lệ field goal của Moses Morgan chỉ là 14%.
Đó là cú ném không tốt nhưng vẫn có sự tiếp ứng nhưng vẫn chưa thành công đến từ thủ áo số 69 Kai Barron là người lên bóng cho đội chủ nhà. Rất mạnh mẽ. Chuyền ra. Tuyệt vời. Nhãn quan kỹ thuật phải nói là tinh tường đến từ Trevor Hill. Một tình huống ấp rổ đáp trả lại pha ấp rổ trước đó của Malcolm White. Jason Brickman không thành công, vẫn là Malcolm White mất bóng rồi. Chris Diaker và đây là Sandin. Pha lên bóng dành cho ông 30. Những tình huống xử lý có thể nói là cực kỳ bình tĩnh và khá hiệu quả của Saigon Heat. Nó sẽ hiệu quả hơn nếu như ghi được điểm và hoàn hảo, đó là bàn tấn công của Saigon Heat và Trevor Hill. Một pha nhảy múa của cầu thủ mang áo số 1 khiến cho nhà thi đấu CS thực sự đã bùng nổ với tình huống vừa rồi. Singletary truyền bóng cho Malcolm White và mất bóng, nhưng đó là một tình huống xác định lỗi đến từ cầu thủ mang áo số 13 Murphy Bernatowski. Các trọng tài đã cho rằng Bernatowski đã đẩy người từ phía sau. Chúng ta xem lại tình huống, đó là một lỗi có thể nói là khá nặng tay của các trọng tài. Bernatowski chỉ chạm vào người của Malcolm White chứ chưa tác động lực. Một tình huống chạm khẽ nhưng lại bị tính là một lỗi đến từ Bernatowski. Và với ba lỗi cá nhân thì đội trưởng của Sun Heat sẽ tạm thời bị rút ra nghỉ. Và thay vào đó là số 22 Corey Cilia. Đây là Moses Morgan đối mặt với lại Javon Hill. Và tiếp tục là Jason Brickman tiếp. Và đây là Moses Morgan. Và dứt điểm không thành công. Tiếp tục là số 5 với một tình huống cố gắng rất tốt và khoảng trống cho Mike Singletary vẫn không thể thành công. Đó là một tình huống trời cực kỳ quả cảm của Chris Diaker. Như vậy là theo lợi thế vào bóng thì các cầu thủ Mono Vampire là những người sẽ được phát bóng. Chúng ta vẫn đang phòng ngự rất tốt, đó là điều mang lại những dấu hiệu tích cực vào lúc này. Masingochari truyền bóng khó nhưng Brickman vẫn đón được. Abdul Villachai lại có lỗi đến từ các cầu thủ Saigon Heat. Một bà có vẻ như đang khá khó khăn đối với Saigon Heat khi đây là lỗi đồng đội thứ ba của các cầu thủ chủ nhà. Và số lỗi đồng đội này bên kia chứng tuyến vẫn là con số 0. Người bị thổi phạt đó là Corey Cilia. Brickman truyền bóng cho Malcolm White. Đối mặt với Kai Barron rất khó nhọc và anh không dứt điểm thành công. Kai Barron rebound. Đây là Javon Hills với tình huống đối mặt tiếp theo với Jason Brickman. Javon Hills hàng này chơi rất khéo léo. Sáng đến một tình huống bằng 3 không thành công. Kai Barron đã đón rất đúng vị trí. Và đó là lỗi của Malcolm White. Hai tình huống ném phạt. Đó là hai tình huống ném phạt dành cho Kai Barron. Cầu thủ áo số 1 mắc lỗi cá nhân thứ hai. Một pha bóng mà Kai Barron đã cho thấy được sự chủ động của mình. Nhiều người đã cho rằng hàng phòng ngự của Sun Heat sẽ trở nên yếu đi nếu mất DeAngelo Robinson. Tuy nhiên chúng ta hãy đừng quên rằng trước khi Trevor Hill gặp chấn thương thì Sun Heat vốn dĩ cũng đã cải thiện được khả năng phòng ngự của họ trong mùa giải năm nay. Nên sự góp mặt của DeAngelo Robinson chỉ giúp cho chất lượng và phòng ngự Sun Heat trong thời gian Trevor Hill chấn thương tốt đi mà thôi. Như vậy là các cầu thủ đến từ Thái Lan cũng đã yêu cầu quyền hội ý khi mà lúc này cách biệt đã được nới rộng lên thành 18 điểm. Và cách biệt là ở rất gần với blowout. Saigon Heat nhập cuộc trong hiệp thi đấu thứ ba này cũng rất ấn tượng khi đã có được 8 điểm so với chỉ 2 điểm đến từ đối phương. Có thể nói rằng trong trận đấu này một điều mà Saigon Heat đã làm khá tốt đó là họ đang mắc khá ít lỗi turnover. Cho đến thời điểm này thì chỉ có 6 lần mà Sun Heat bị turnover, trong khi đó con số này bên phía Mono Vampire đã là 7. Quả thật là huấn luyện viên Kyle Julius đã không qua trong lần phỏng vấn gần nhất của mình trên sân nhà. Khi đó thì Saigon Heat mắc đến 20 tình huống turnover và huấn luyện viên này đã nói rằng việc thiếu vắng một cầu thủ dẫn bóng chất lượng khiến cho số lần turnover trở nên lớn như thế.
Và khi mà Trevor Hill trở lại thì điều đó sẽ được cải thiện, và những thông số mà chúng tôi thống kê đã thực sự nói lên sự đúng đắn của huấn luyện viên người Canada. Lúc này thì Kai Barron đang có được những thông số phải nói là rất ấn tượng, 12 điểm và cùng với đó là 13 tình huống rebound, trong đó có 9 tình huống rebound ở mặt trận phòng ngự. Và trận đấu sẽ trở lại với đợt đánh bóng dành cho Mono Vampire. Single Cherry đối mặt với Chris Dieker, Moses Morgan, đây là Jason Friedman. Có một khoảng trống nhất định dành cho anh Công Quay và nó tự dụng ngay lập tức. Hai điểm tiếp theo dành cho Mono Vampire. Công Quay đã có điểm số thứ 14 ở trận này. Sang Đình sẽ là người lên bóng cho đội chủ nhà. Khoảng trống dành cho Sang Đình, không phải là cú dứt điểm, rất bình tĩnh để thực hiện pha phối hợp. Trevor Hughes ném ở cự ly trung bình rất tự tin. Rất tốt Trevor Hughes, ngày này cảm giác ném bóng rất vào tay Jason Pickman, đường truyền dành cho Matt Conway. Một pha xử lý ở tư thế khá khó của Matt Conway và nó không thành công. Tình huống xử lý của Trevor Hughes cũng rất tốt. Và đây là đợt lên bóng mới dành cho Sài Gòn Heat. Kyle Warren đối mặt với Moses Morgan. Chris Dieker đang cố gắng xoay trở để tìm kiếm đồng đội, và đây là Sang Đinh. Một tình huống quả sát rất nhanh và tung ra một pha kiến tạo hợp lý của Chris Dieker. Sang Đinh 20 điểm. Sang Đinh đã có một tình huống luồn lách và xuất hiện như từ dưới đất chưa lên, nhưng anh không thể theo kèm được một cầu thủ dày dặn kinh nghiệm và khéo léo như Jason Friedman. Như vậy thì đó cũng chỉ mới là điểm số để giúp cho một đường phải thoát khỏi một điểm, một khoảng cách lao ao mà thôi. Khoảng cách vẫn là 18 điểm. Đây là Trevor Hill đường truyền ra phía sau. Kyle Barron không được. Một đường block nữa đến từ Malcolm White. Và đây là Moses Morgan có một khoảng trống lớn dành cho Jason Brickman. Anh không thành công và một lần nữa lại là Kyle Barron bị bao chắc tay. Cầu thủ mặc áo số 33 cũng sẽ lên bóng. Đây là Chris Dieker, khoảng trống rất lớn. Sang Đinh ném ba ở góc không độ, không thành công, rất đáng tiếc cho đội chủ nhà. Moses Morgan, Jason Pickman, khoảng cách vẫn là 18 điểm và cú ném của ba công qua không thành công, nhưng sau cùng thì nó bật vào hai cạnh rổ và đi vào rổ của Sài Gòn Heat. Điểm số thứ 45 đến với đội khách. Khoảng cách như đây tạm thời đứng ngắn xuống còn 16 điểm. Sài Gòn Heat cần phải cố gắng gia tăng khoảng cách này lại. Chris Dieker một tình huống xông nhập vào vòng bán nguyệt. Kai Warren, Trevor Hill còn lại 7 giây cho đợt tấn công. Vẫn đang cố gắng vượt qua Jason Pickman. Trevor Hill một pha dứt điểm có lý trung bình hơi nhẹ rồi airball. Và đây là tình huống lên bóng của Mike Singletary. Không thể. Như vậy là các trọng tài xác định đã có lỗi. Dường như đó là lỗi của Chris Dieker. Cầu thủ mặc áo số 20 mắc lỗi đầu tiên. Và đó là lỗi đồng đội thứ tư của Sài Gòn Heat ở trong hiệp thi đấu thứ hai này. Ngay sau khi phạm lỗi thì Chris Dieker cũng đã được rút ra. Người được đưa vào sân đó là Murphy Benatowski. Và Silver Cherry phải đối mặt với khán đài đối diện nơi có rất nhiều những cổ động viên Sài Gòn Heat. Tuy nhiên ở trong pha bóng đầu tiên thì anh đã làm khá tốt. Cả hai cú ném đều rất tốt và Singletary có điểm số thứ 10 ở trận này. Với kinh nghiệm của một cầu thủ đã từng chơi NBA thì Singletary cũng không còn lại gì với những áp lực như vậy nữa. Kyle Barron của năm giờ này chỉ còn lại là 14 điểm, nhưng đây là Trevor Hill and one dành cho Sài Gòn Heat. Rất khôn ngoan. Một tình huống mà Trevor Hill đã lựa chọn và dứt điểm từ tốn ở trên không và câu lỗi đến từ Anati. Đó đã là điểm số thứ 20 ở trận này của Trevor Hill. Cầu thủ này cũng đã có được 8 rebound và 4 kiến tạo. Hiện tại thì Kyle Barron đã có được double double với 12 điểm và 14 tình huống rebound. Singletary đã có một pha xử lý
Các bóng dành cho Monovampai. Tiếp tục là cầu thủ áo số 7 gieo bóng cho Michael Way. Sử dụng thể hình của mình, nhưng đó là một tình huống mà anh đã câu and one. Sang Đình thì cho rằng đó là lỗi chạy bước của cầu thủ áo số 1. Nhưng các trọng tài thì có lý lẽ riêng của mình. Như vậy lỗi được xác định cho Bernatowski chứ không phải là Sang Đình. Đó là lỗi cá nhân thứ tư của đội trưởng áo số 13. Ngày hôm nay thì cầu thủ áo số 13 mới ghi được 11 điểm mà thôi, trong đó có 3 cú đánh 3 thành công. Một tình huống ném không tốt của Michael Hoài và cơ hội trở lại với Sài Gòn Heat. Đây là Kai Barron. Chúng ta sẽ tấn công quả bóng này mà không có Bernatowski khi anh vừa bị khai đang nghỉ. Chris Diaka dứt điểm và cơ ly trung bình không thành công, vẫn còn đó là Sang Đình đối mặt với Chan Thái Chiết. Chan Thái Chon và đó là một đối xử lý tuyệt vời của Sang Đình, and one cho Sài Gòn Heat. Quá tuyệt vời, phải nói là thật sự tuyệt vời với pha xử lý của Sang Đình. Một tình huống thoát đi và sử dụng Sven layup để đánh bại cầu thủ cao hơn mình, phải nói là một cái đầu. Giờ đây Sang Heat đang đối mặt với khá nhiều big man ở trong đội hình của Monovampai, đó là Chan Thachon, Singletary và Malcolm White. Sang Đình đã có được 11 điểm và 4 rebound. Ray Jason Brickman lên rất nhanh, không thành công. Và phòng ngự rất tốt, nhưng sau đó thì Michael White là người đã có một tình huống ấp rổ rất uy lực. Như vậy là Kai Barron đã bị thổi phạt. Đó là lỗi cá nhân đầu tiên của Kai Barron. Vẫn là những hành vi khiêu khích đến từ Michael White. Cầu thủ có một lối chơi có thể nói là đầy cá tính bên phía Monovampai. Và trong pha bóng này thì anh cuối cùng đã thành công ở cú ném free throw của mình. Đó là điểm số thứ 23 của Malcolm White ở trận này. Anh vẫn đang đóng góp rất tốt trong việc ghi điểm cho đội khách. Chris Diaker, Corey Celia, Trevor Hughes. Các cầu thủ khách đang gây áp lực rất lớn và chỉ còn 5 giây tấn công. Trevor Hughes ném ở cự ly trung bình chuẩn xác. Vẫn là những tình huống xử lý cần thấy được đẳng cấp của Trevor Hughes. Jason Kirkman đối mặt với Sang Đình. Đây là Malcolm White tiếp tục được với màn đấu trí với Kyle Byron. Một tình huống truyền về có thể nói là tệ đến từ Malcolm White. Một tình huống truyền theo kiểu gây bất ngờ cho cả các cầu thủ Sài Gòn Heat cũng như là những người đồng đội của anh. Và chúng ta sẽ được phát bóng ở khu vực dưới sân. Sang Đình, một đường truyền gây bất lợi dành cho đồng đội. Singletary không thể truy cản, đó là Kyle Barron. Bởi vì đó là tình huống mà nếu như có truy cản thì nhiều khả năng cũng chỉ phải mắc một tình huống and one nữa mà thôi. Một quyết định truyền bóng phải nói là rất khó hiểu của Sang Đình. Nhưng không sao cả, chúng ta bỏ qua điều đó và tiếp tục tấn công với Trevor Hughes. Đã có lỗi của Frederick List. Sự điềm tĩnh của Trevor Hughes là điều mà Sài Gòn Heat thật sự cần thiết trong những thế trận như thế này. Khi mà chúng ta đang tạo ra được một khoảng cách an toàn đó là trên 10 điểm thì những sự điềm tĩnh của Trevor Hill là rất quan trọng. Và ngược lại thì Sang Heat cũng đã bắt đầu câu lỗi được từ đối phương khá nhiều. Hiện tại đã là 4 lỗi đồng đội của Monovampai. Chúng ta sắp sang bằng lợi thế về bất lợi penalty. Chris Diaker! Chris Diaker đã có 2 pha bóng 3 thành công. Điều gì đang diễn ra với Chris Diaker vậy? Cầu thủ chơi hiệu quả ở vòng trong và giờ đây ném ba tuyệt vời ở vòng ngoài. Tiếp tục là cầu thủ áo số 20 rất mạnh mẽ, Corey Celia. Yeah.
Nhà thi đấu CIS đã bùng cháy rồi thưa quý vị ơi. Hai tình huống ghi điểm đầy cảm xúc của Christiaker và Corey Celia khiến cho khoảng cách lúc này là 20 điểm cách biệt, một khoảng cách blow out. Cho đến thời điểm hiện tại thì ngoại trừ Trần Đăng Khoa thì tất cả những cầu thủ được tin tưởng đến từ huấn luyện viên Kyle Julius đều có được cho mình những điểm số. Và đó là những thông số rất ấn tượng. Trevon Hill 23 điểm, Chris Tucker 14 điểm, Kai Barron 12 điểm và hai cầu thủ có cùng 11 điểm. Đó là Murphy Bernatowski cùng với Đinh Thanh Sang. Corey Celia vừa rồi đã có điểm số thứ 3. Đó là 3 điểm đầu tiên của cầu thủ mặc áo số 22. Đây thật sự là một màn trình diễn bùng cháy của sân hết trong trận đấu đầu tiên của mình trên sân nhà ở đầu năm mới này. Họ đã trở lại thực sự mạnh mẽ sau thất bại có thể nói là vô cùng đáng tiếc trước bầy rồng biển Westport Malaysia Dragon vào giữa tuần rồi. Giờ đây có thể nói rằng trong trận đấu với Westport Malaysia Dragon thì sân hết chưa thể phát huy được 100% ngọn lửa của mình. Ngọn lửa của họ chưa đủ để đốt cháy bầy rồng biển, nhưng giờ đây nó đang thiêu rụi bầy mặt cà rồng Mono Vampire. Một lần nữa thì sức nóng của sân CS đang khiến cho những cầu thủ áo cam đang tan chảy ra. Đây là Ananti. Tiếp tục là pha đi bóng của số 77, dứt điểm với cơ ly trung bình không thành công và đó là tình huống tiếp hình cũng không tốt đến từ Saton. Và Chris Trevor Hill sẽ là người lên bóng cho đội chủ nhà. Chuyền cho Sang Đinh, bóng trở lại Trevor Hill, chưa phải là tình huống dứt điểm. Vẫn là cầu thủ mặc áo số 1. Rất từ tốn, chúng ta còn 10 giây tấn công. Kai Barron xoay trở, chuyền ra, Sang Đinh, Kosilia, không thành công, không thành công. Và đã có một lỗi tấn công thuộc về Trevor Hill. Như vậy đã có hai quả ném phạt dành cho Mono Vampire khi mà các cầu thủ sân hết đã vượt quá số lượng đội con số 5. Người ném phạt sẽ là Chichai Ananti. Ananti chỉ ném thành công một lần mà thôi và cơ hội trở lại với tình huống tấn công của Sao Hit. Trevor Hill và can thiệp từ Santon nhưng bóng vẫn thuộc về đội chủ nhà. Khoảng cách hiện tại vẫn đang được giữ là 19 điểm, một con số an toàn. Rõ ràng là ngày hôm nay chúng ta đã phòng ngự quá tốt, chỉ có một mình Malcolm White là người có trên 20 điểm, Singletary cũng mới chỉ có được 10 điểm mà thôi. Pha đi bóng rất lắc léo, Celia thành công. Cú ném mà thứ hai thành công trong trận này của Corey Celia. Singletary đã câu lỗi và đó là hai tình huống ném phạt dành cho cầu thủ mang áo số 7. Và với tình huống ném 3 thành công vừa rồi của Corey Celia, ngày hôm nay Sài Gòn Heat đã có được 12 tình huống bắn 3 thành công. Và đây là con số rất tuyệt vời. Kỷ lục của giải đấu đang là 19 tình huống ném 3 thành công đến từ câu lạc bộ Macau Black Bears. Hiệp đấu thứ 3 còn lại chưa đến 1 phút. Và dưới sức ép của khán đài đối diện thì một cầu thủ dày dặn kinh nghiệm như Singletary cũng đã ném phạt không thành công. Ngày hôm nay hiệu quả của Singletary là rất thấp. Tỷ lệ field goal chỉ là 30%. Trevon Hill, một sự lắc léo đến từ số 1, đường gây ra khó khăn cho đối phương trong việc đòi lại bóng từ tay của anh. Sang Đinh,
Chúng ta còn lại 10 giây tấn công. Đây là Kyle Barron. Xoay trở thành công. Và đó là tình huống phạm lỗi của cầu thủ bên phía Mono Vampire. Cầu thủ máu số 33 sang còn hai tình huống ném phạt dành cho Sài Gòn Heat với lỗi đồng đội thứ 5 của đội khách. Rất tốt, đó là tình huống ghi điểm của Kyle Barron. Ngày này thì Kyle Barron đang có được cho mình đó là 5 cú ném phạt và thành công đến 4 lần, hiệu quả lên đến 80%. Đây là cú ném thứ 6 và nó đi ra ngoài. Và tiếp tục là tình huống lên bóng của Singletary. Lúc này có lẽ cầu thủ áo số 7 sẽ tiến hành những tình huống cầu lỗi liên tục của mình. Nhưng đó là cú block tuyệt vời. Cú block tuyệt vời của Kyle Barron. Rất đáng tiếc là anh không thể hỗ trợ trong tình huống mà Trang Tha Tròn đã có cơ hội. 20 giây cuối cùng của hiệp thi đấu thứ 3. Vừa rồi đã có một tình huống tác động có vẻ như là trái luật của Patrick Lish, nhưng trọng tài lại không thổi phạt. Và tình huống lên bóng của Sài Hít còn lại 8 giây nữa. 7 giây. Và Sài Gòn Hiệu vẫn đang cho thấy được một sự bình tĩnh đối mặt với Patrick Lish. Anh vùng lên, đường chuyền sang đinh. Và đó là 3 điểm buzzer beater dành cho Sài Gòn Hiệu. Qua vùng dậy. Một cú ném ở thời điểm mà đồng hồ giây đi về số 0 luôn mang lại một cảm xúc tuyệt vời cho những người xem, đặc biệt là những người yêu mến ông 30. Sang Đinh ném vào tay, Corey Silea ném vào tay và đặc biệt là Christian Kerr ném cũng rất vào tay ở bên ngoài vòng bán nguyệt. Một ngày thi đấu hoàn hảo của Sài Gòn Heat. Và giờ đây thì cách biệt mà đội chủ nhà tạo ra với đội khách là 23 điểm. Và trước mắt chỉ còn lại 10 phút của hiệp thi đấu thứ 4. Mono Vampire đã hoàn toàn bị thiêu rụi bởi sức nóng của Sài Gòn Heat tại CIS. Cho đến thời điểm hiện tại thì Sài Gòn Heat đã có được 13 tình huống ném 3 thành công sau 32 lần thử sức ở bên ngoài vòng bán nguyệt. Và không biết trong 10 phút còn lại của trận này thì liệu rằng chúng ta có vượt qua được kỷ lục của Macau Black Bears, đó là 19 lần ném 3 thành công trong một trận đấu. Sau 3 hiệp đấu trôi qua thì giờ đây tỷ lệ field goal của đội chủ nhà là gần 47% với 29 tình huống dứt điểm thành công sau 62 lần tấn công bản rổ của đối phương. Trong khi đó thì tỷ lệ của đội khách là 38%, không thật sự ấn tượng. Và một điều mà họ kém hơn đội chủ nhà đó chính là sự khác biệt về những tình huống ném 3. Họ mới chỉ tung ra 13 cú ném 3. Đó là bằng đúng với những cú ném 3 thành công của Sài Gòn Heat và thành công số lần thành công của đội khách là 3 lần. Chúng ta chuẩn bị đến với hiệp thi đấu thứ 4. Khi Sài Gòn Heat đã ném vào tay, đặc biệt là ở ngoài vòng bán nguyệt, thì khó lòng ta có thể cản được họ hướng đến một chiến thắng. Và giờ đây chúng ta sẽ tiếp tục đi trên con đường đó với sang đinh đường chuyền dành cho Kyle Barron. Và đây là pha dứt điểm ở cửa ly trung bình, không thành công, quá đáng tiếc cho Kyle Barron. Tình huống tấn công đến với đội khách. Moses Morgan đã có lỗi của Sang Đình, đã có lỗi của Sang Đình. Và đó là lỗi thứ 3 trong trận này của cầu thủ áo số 11. Như vậy chính xác người bị thổi phạt là Corey Cilia chứ không phải là Sang Đình. Các trọng tài đã xác định lại và đó là lỗi cá nhân thứ hai của cầu thủ áo số 22, Jason Brickman. Đây là Jason Brickman, đường chuyền dành cho xuất sắc và cơ hội tấn công vẫn còn dành cho Mono Vampire. Malcolm White, một pha xử lý không tốt của Malcolm White. Ngày nay thì có vẻ như những chiêu trò của số 1 vẫn
đang là một thứ gì đó quá vô dụng khi mà Sunhit hoàn toàn không mảy may quan tâm đến nó, và họ cứ tiếp tục đang thi đấu cực kỳ lên tay. Cao Baron đường truyền, Mr. Wigo khóa trần, và đó là pha dứt điểm không thành công, nhưng bóng vẫn còn trong tay của Sang Đình. 13 giây nữa đã có một tình huống xử lý dẫm vạch của số 11, quá đáng tiếc. Vậy là bóng out bao và quyền kiểm soát trở lại với đội khách. Nhưng tình huống tấn công của họ cũng không thành công, cơ hội để phản công cho Sang Hit. Đây là Kai Baron, lỗi của cầu thủ mang áo số 1. Đó là hai pha ném phạt dành cho trung phong áo số 33 của chúng ta. Đó là một tình huống mà Malcolm White đã có một tác động có thể nói là vào rất muộn đối với Kai Baron, khiến cho cầu thủ này bị mất đà trong lúc tiếp đất. Thậm chí đó là một tình huống phạm lỗi rất nguy hiểm, có thể khiến cho đối phương đang với đà băng vào có thể gặp phải một chấn thương rất nặng nếu tiếp đất không tốt. Thường thì các trọng tài sẽ phạt các cầu thủ lỗi hành vi phản tinh thần thể thao với pha phạm lỗi như kiểu vừa rồi của Malcolm White. Và vừa rồi thì Kyle Barron đã nâng khoảng cách điểm số lên cho Sagan Hit 82-58. Đó là 24 điểm cách biệt. Chantachon, Jason Brickman đối mặt và cú ném ba rất tự tin. Nhưng đó là những nỗ lực phải nói là rất đơn độc của Jason Brickman. Jason Brickman luôn chơi tốt, tuy nhiên đội bóng của anh có thành công hay không vẫn còn phải phụ thuộc vào rất nhiều những yếu tố khác nữa, và đặc biệt là những cầu thủ nổi bình. Ngày hôm nay thì những đội bình của Modafai đang chơi cực kỳ mờ nhạt. Phá trần không thành công, và đó có sự can thiệp tốt đến từ Cristiano. Tiếp tục là Mr. Wigo, Kyle Barron bắn ba không thành công rồi, khá đáng tiếc. Và đây là cơ hội để cho Modafai rút ngắn khoảng cách. Một tình huống alley-oop đến từ Moses Morgan và Malcolm White. Đó là điểm số thứ 63 và họ đã rút ngắn khoảng cách xuống chỉ còn 19 điểm. Và đột phá và đã có lỗi đến từ Chantachon. Lỗi cá nhân thứ hai ở trận này của cầu thủ áo số 65, và đó là lỗi đồng đội thứ hai. Lúc này thì chúng ta thấy được sự trở lại của Murphy Bernatowski. Cầu thủ đã mắc 4 lỗi cá nhân ở trong hiệp 3. Có lẽ là huấn luyện viên Carl Julius sẽ muốn giữ sức cho Trevor Hill ở khoảng nửa đầu hiệp 4 và sẽ đưa cầu thủ này vào khi mà điểm số bị rút ngắn bớt. Đây là pha trần có sự quấy rối đến từ sắp tấp, anh vượt qua được điều đó và kiến tạo cho Cristiano. Tuy nhiên pha chuyền ra lại hơi sai, và đây là Moses Morgan rất nỗ lực dâng cao, bị block đến từ Sang Đình. Tuy nhiên đó là một tình huống mà Moses Morgan đã câu được lỗi đến từ số 11 của chúng ta. Đó là lỗi cá nhân thứ 3 của Sang Đình. Như vậy là huấn luyện viên Casillos cũng đã sử dụng quyền hội ý để giảm đi sự hưng phấn của đối phương trong ít phút vừa qua. Trong hiệp 4 này thì các cầu thủ Moro Vampire đã nhập cuộc khá tốt. Và đã ghi được 5 điểm. Trong khi đó thì Sài Gòn Hit mới chỉ có được 1 điểm mà thôi. Khách giờ đây đã bị rút ngắn xuống bớt, chỉ còn lại là 19 điểm. Lớn nhất kể từ đầu trận mà Sở Hít có thể tạo ra trước một đội bóng là 24 điểm. Những điểm số có thể nói là cần thiết đã đến với Bài Văn Hà Đồng ở trong thời gian đầu hiệp 4 này. Ngày hôm nay thì phải nói là cả đội đã chơi đồng đều hơn rất nhiều. Lúc này đã có đến 3 cầu thủ cùng có được 14 điểm, đó là Chris Dierker, Kai Baron và Đinh Thanh Sàng. Như vậy thì một điều mà Kai Baron cùng với lại Bernatowski cần phải gia tăng hơn, đó chính là tỷ lệ field goal. Thì cả hai cầu thủ này đều đang có tỷ lệ field goal là dưới 50%.
Vanadowski có 44% trên lệ phía gầu và Kyle Barron chỉ thành công có 36% trên lệ phía gầu. Và một thông số khác cũng rất ấn tượng của đội chủ nhà, đó là Trevor Hill cùng với Kyle Barron đều đã có được những double-double. Trevor Hill có 23 điểm và 11 tình huống rebound, trong khi đó thì Kyle Barron với hai thông số đều cùng là 14. Những tình huống ném phạt rất tốt đến từ Moses Morgan. Tỷ số hiện tại đang là 82-65, khoảng cách 17 điểm. Sandin sẽ dẫn bóng cho Sam Hiss trong pha tấn công này. Trevor Hill đã được đưa trở lại sân và tiếp tục đối mặt với Jonathan Brickman. Một pha dứt điểm ở cự ly trung bình không thành công của Trevor Hill. Bắn không hoài. Bóng chuyền dành cho Jason Brickman. Moses Morgan bắn ba. Bắn ba không tốt. Và cơ hội để tấn công trở lại với Sài Gòn Heat, đây là Kyle Barron. Trevor Hill ngày này một số Morgan có tỷ lệ yêu cầu chỉ là 11%, một con số làm chúng ta nhớ đến Jonathan Quân. Và đó là cú ném tuyệt vời đến từ Chris Dierker. Sự hiệu quả trong khu vực fan không phải là điều gì cần phải chứng minh thêm nữa đến từ cầu thủ áo số 20. Cú ném ba không tốt của đội khách và chúng ta có lại bóng. Sang Đình. Cú ném ba là cú sức thấp và anh đã bỏ lỡ cơ hội lên điểm dành cho Modova Pai. Cơ hội để chúng ta tiếp tục gia tăng khoảng cách và một lần nữa đưa trận đấu vào một cách đó là low out. Tuy nhiên bóng đã thuộc về Modova Pai trong tình huống này và can thiệp tốt đến từ Trevor Hill. Nỗ lực lui về hỗ trợ phòng ngự tuyệt vời của cầu thủ áo số 1. Nếu không có sự ngăn cản của Trevor Hill thì rất có thể bóng đã đến tay của Singletary. Đây là cầu thủ áo số 7, chuyền bóng cho sức thấp. Một cú block thẳng tay trên đầu của đối thủ, đó là Kyle Barron. Và Sang Đình cũng không quên chứng tỏ được sự sòng sáo của mình. Tiếp tục là Sang Đình, Chris Dierker và đây là Kyle Barron. Không có gì phải vội vàng, chúng ta đang dẫn điểm một khoảng cách lớn. Và đánh từ tốn rồi, Murphy Bonatowski. Đường chuyền này thì lại hơi thiếu lực rồi. Moses Morgan. Singletary đối mặt với Sang Đình. Cú ném không thành công và Trevor Hill giữ lại bóng cho Sài Gòn Heat rất bình tĩnh. Trevor Hill luôn có một lối chơi có thể nói là cực kỳ lạnh lùng và bình tĩnh. Anh có cảm giác như không hề chứng kiến được sự vội vàng của cầu thủ này. Những tình huống đảo tay rất dẻo của Trevor Hill vẫn còn và vẫn rất tự tin, nhưng cú ném là không tốt. Jason Brickman xuất tấp có cơ hội để ném ba nhưng vẫn không thành công. Sang Đình mở tốc độ. Sang Đình, đó là một lỗi phải nói là rất vô văn hóa, rất vô thể thao đến từ cầu thủ đối phương. Huấn luyện viên Carl Schultz đã cho thấy được ông quan tâm đến học trò thế nào và lập tức lao vào sân để bảo vệ Sang Đình. Trận đấu đang được tạm dừng, một tình huống chơi có thể nói là cực kỳ phi thể thao của Singletary. Thật sự là với những người chơi thể thao thì đây là một pha phạm lỗi không thể chấp nhận được. Một tình huống chơi như thể vật lộn với đối phương, vật đối phương hẳn xuống sân và không hề cho thấy một sự hối hận nào đến từ Mike Singletary. Rõ ràng là các trọng tài phải có những tình huống phạt thất nặng với cầu thủ áo số 7. Một pha bóng mà thực sự là Mike Singletary khiến cho tất cả những con tim yêu Sài Gòn Heat phải nín thở trong tình huống phạm lỗi của cầu thủ này. Và may mắn là Sang Đình không hề bị gì, cầu thủ của chúng ta vẫn khỏe mạnh. Chúng ta chờ quyết định của các trọng tài, nhưng đó phải là một quyết định đủ sức răn đe đối với Mike Singletary. Có thể hiểu rằng anh bị ức chế trong cả trận đấu nhưng không thể phản ứng theo một kiểu phi tinh thần thể thao như vừa rồi. Và với những lỗi thông thường chắc chắn rằng sẽ không đủ sức nặng để có thể răn đe được cầu thủ này. Cần phải có những quyết định thật sự chuẩn xác và rắn tay đến từ các trọng tài để
nhằm hạn chế đi những pha bóng tương tự như vậy xuất hiện trong tương lai tại giải IBL, không chỉ ở trong các trận đấu có Monaco Vampire mà những trận đấu khác nữa. Thật sự là chúng tôi ở sân đấu này chứng kiến điều đó và phải nín thở trong vài giây, bởi vì pha phạm lỗi của Singletary với Sang Đình. Sang Đình đã đưa ra một tình huống bật lên và Singletary thì vật đối phương xuống. Đó là quyết định chuẩn xác của các trọng tài, tước quyền thi đấu đối với Mike Singletary. Singletary chỉ mới phạm một lỗi cá nhân nhưng tước quyền thi đấu là hoàn toàn chính xác với một pha bóng như vậy. Thật may mắn cho chúng ta là Sang Đình vẫn có thể đứng dậy và tiếp tục thi đấu không hề gặp bất kỳ một chấn thương nào. Singletary thật sự phải cảm thấy hối hận vì hành động của mình và nên hạn chế những tình huống như vừa rồi trong phần còn lại của mùa giải này. Đó là một thật sự là một vết nhơ đối với cầu thủ này nói riêng và đối với IBL nói chung. Với những phản ứng thái quá của mình thì huấn luyện viên Kyle Julius đã bị một lỗi kỹ thuật. Đó là điều có thể hiểu được khi mà luật lệ của thể thao luôn tôn trọng tinh thần thể thao, tinh thần fair play. Và những hành động phản ứng với trọng tài là những hành động bị hạn chế. Nhưng với Singletary thì đó là một hình phạt rất thích đáng, rất phù hợp. Chúng ta không thể để cho những tình huống phi thể thao như vừa rồi tiếp tục diễn ra. Rất tỉnh táo dù sau khi chỉ một pha bóng và đập xuống đất khá mạnh, nhưng Sang Đêm vẫn đủ sức để tung ra những pha ném phạt hoàn toàn chính xác, tuyệt vời Sang Đình. Rồi đó là điểm số thứ 16 ở trận này của Sang Đình và quyền kiểm soát bóng vẫn thuộc về các cầu thủ Sài Gòn Heat với lỗi phản tinh thần thể thao. Như vậy là các cầu thủ Monaco Vampire cũng được hưởng hai quả ném phạt. Cú ném đầu tiên không thành công đến từ Anati. Như vậy là họ chỉ được hưởng một quả ném phạt mà thôi. Rõ ràng là tinh thần của các cầu thủ bên phía đội khách cũng bị ảnh hưởng với một hành vi thô thiển của chính người đồng đội của mình. Ananti cũng đã không đủ tự tin để tung ra một pha dứt điểm tốt ở cú free throw vừa rồi. Và những người đang có mặt trên sân của đội khách lần lượt là Sunthong Siri, một Jason Pickman, Wai, Moses Morgan và Saatong. Thời gian còn lại của trận đấu là 5 phút 7 giây. Rõ ràng là tinh thần thi đấu của Sang Đình là vô cùng tuyệt vời. Với một tình huống tiếp đất bằng lưng khá mạnh thì giờ đây Sang Đình đã có thể trở lại để thi đấu tiếp tục. Chúng ta thấy được sức trẻ và sự cống hiến của cầu thủ này cho Sài Gòn Heat ở mùa giải năm nay là quá tuyệt vời, không cần phải chứng minh thêm. Tiếp tục là Sang Đình, Jason Fickman trở thấy tốc độ của mình pha lên rổ. Cầu được lỗi đến từ Sang Đình, đó là lỗi cá nhân thứ tư của Sang Đình. Và đó cũng là lỗi đồng đội thứ ba của Sài Gòn Heat. Một nửa thời gian của hiệp 4 đã trôi qua và chúng ta đang dẫn trước đối phương với 18 điểm cách biệt. Cùng với đó là lợi thế về mặt quân số với việc Singletary đã bị rút quyền thi đấu vì hành vi phi thể thao. Tỷ số hiện tại của trận đấu là 86-68 nghiêng về Sài Gòn Heat. Cả vòng hiệu khoảng trống, Chris Diaker đang cố gắng vượt qua sự bị cản của Ben Conway. Dứt điểm một cái lưới trung bình không thành công hơi đáng tiếc, nhưng vẫn còn đó là Kyle Barron một lần nữa thoát khỏi sự đeo bám và ghi hai điểm dành cho Sài Gòn Heat. Điểm số thứ 16 ở trận này của Kyle Barron vẫn là sự hiệu quả của cầu thủ áo số 33, nhưng sau đó là lời đáp trả đanh thép đến từ Jason Brickman, cầu thủ mang áo số 5 cho đến lúc này đã có 3 tình huống ném 3 thành công. Đạt gần 50% tỷ lệ free throw ở ngoài vòng bán nguyệt, đó là số 5 của Monaco Vampire. Nhưng đây là Murphy Bernatowski, hai điểm tốt đến từ số 13. Và huấn luyện viên Douglas Clatmati đã sử dụng quyền hội ý để hợp lại chiến thuật với các học trò của mình.
đấu đã bị gián đoạn khá nhiều bởi tình huống phạm lỗi của Maxim Vakari cùng với Sandin. Nhưng giờ đây thì chúng ta vẫn đang dẫn trước đối thủ với một cách biệt vô cùng an toàn. 19 điểm được tạo ra và tay ghi điểm hàng đầu của họ với tình huống phi thể thao đã không thể tiếp tục thi đấu. Có thể nói là ngày hôm nay chiến thắng đã ở chắc trong tay của thầy trò Kai Julius với một màn trình diễn thuyết phục. Không chỉ dứt điểm tốt, phòng thủ hay mà tinh thần chiến đấu là điều mà Sơn Hiếp không bao giờ khiến cho các cổ động viên của họ phải nghi ngờ. Người đang trên mạng của quý vị và các bạn, Trevor Hills, thật sự là một nhân tố phải nói là vô cùng quan trọng với Sài Gòn Heat ở mùa giải năm nay. Ngay ở hai trận đấu trở lại gần nhất, anh đều đã có trên 20 điểm cho Sài Gòn Heat. Lúc này thì Trevor Hills đã có được 23 điểm, 12 tình huống kiến tạo. Xin lỗi quý vị, 12 tình huống đi vào và 7 kiến tạo ở rất gần với triple-double. Nếu có thêm 3 tình huống kiến tạo nữa thôi thì anh sẽ trở thành cầu thủ đầu tiên ở giải đấu năm nay có được triple-double. Và bên cạnh đó thì Sơn Văn Hiệu cũng cho thấy được sự khó chịu của mình khi anh là người cùng với Kai Baden cầu được nhiều lỗi nhất từ đối phương, với mỗi người cầu được 4 lỗi đến từ Monovampai. Đây là Sayason, tiếp tục là số 33 của Monovampai, đang rất nỗ lực nhưng không vượt qua được Christiaco. Sandin lấy được bóng cho Sài Gòn hết và đây là Sơn Văn Hiệu. Trevor Hill đã thoát đi khỏi Frederick List. Murphy, Bernatowski không phải là cú ném. Chuyền ra, đó là Kai Baden không chiến thắng được Malcolm White. Nhưng những phản ứng khiêu khích của Malcolm White chẳng có ích lợi gì vào lúc này cả. Đó là tình huống phạm lỗi. Một pha phạm lỗi rất bình thường của Trevor Hill, nhưng Malcolm White đúng là một cầu thủ rất thích gây hấn. Nhưng làm sao có thể trọc giận được một cầu thủ mà chúng ta rất hiếm khi thấy được cầu thủ này nóng giận, một sự lạnh lùng. Giá như quý vị có thể thấy được khuôn mặt của Trevor Hills lúc này, đó là hoàn toàn không hề biểu lộ cảm xúc gì cả. Tác động về mặt tinh thần của Malcolm White với Trevor Hills là vô tác dụng. Vẫn là khuôn mặt lạnh như tiền của Trevor Hills. Và dù Malcolm White có làm gì đi nữa thì anh cũng đang phạm nhiều lỗi cá nhân hơn đối phương. Cho đến thời điểm này thì Malcolm White có 3 lỗi cá nhân, còn Trevor Hills chỉ mới có lỗi cá nhân thứ 2 mà thôi. Anh ta đã thực hiện tốt tình huống dứt điểm đầu tiên. Từ những áp lực vẫn còn ở phía trước mặt của Malcolm White ở khán đài đối diện, rất nhiều các cổ động viên Sài Gòn Heat đang gây áp lực. Malcolm White đã bình tĩnh. Murphy, Bernatowski. Sài Gòn Heat có tình huống lên bóng với cách biệt lúc này vẫn là 18 điểm. Kai Baden vẫn rất tự tin với những tình huống giữ bóng của mình. Bernatowski, cú ném ba của Sandin không thành công nhưng có sự tiếp in đến từ Kai Baden. Vẫn là khoảng cách 20 điểm được chúng ta giữ nguyên trong những phút vừa qua. Frederick List vượt qua được Sandin. Và đó là tình huống phạm lỗi của Sandin. Có vẻ như Sandin sẽ phải dừng trận đấu này của anh lại ở đây với lỗi cá nhân thứ 5, phá vào đối với Sandin. Nhưng không sao cả, đây là một trận đấu tuyệt vời của cầu thủ này. Xứng đáng với những tràng pháo tay. Với 16 điểm đã có được, bên cạnh đó là 13. Lỗi vị, bên cạnh đó là 4 tình huống rebound. Cùng với đó là một tình huống thi đấu quả cảm. Tinh thần tuyệt vời của Sandin. Rời sân với những tràng pháo tay tán dương của các cổ động viên ở nhà thi đấu CS. Và sự nhiệt huyết của Sandin. Một tình huống bị rổ đè đến từ Malcolm White. Và đó là cú ném airball đến từ cầu thủ mang số 5. Cơ hội cho chúng ta, Mr. Hugo Khá Trân vượt qua được Sung Thong City. 2 điểm dành cho Sài Gòn Heat.
thi đấu rất tự tin với một khoảng cách xa vời. Và giờ đây những pha xử lý của Sài Gòn Hit có đầy những sự chuẩn xác. Michael White cũng ném rất tốt. Nhưng chúng ta thấy rằng những biểu hiện của cầu thủ này có vẻ điều gì đó rất dư thừa ở trận đấu này, chẳng có tác dụng gì về mặt tinh thần đối với những cầu thủ Sài Gòn Hit cả. Đây là Bernatowski bắn ba. Ngày hôm nay thì Bernatowski chưa thực sự hiệu quả nhưng vẫn còn rất là Kai Barron. Đó là vài chút điểm hơi thiếu lực của Kai Barron. Phản công nhanh cho các cầu thủ. Modvampai ụp rổ rất mạnh mẽ. Thật sự là chúng tôi không hiểu được Michael White làm những điều đó để làm gì. Trận đấu lúc này vẫn là cách biệt 17 điểm được tạo ra từ đội chủ nhà. Kai Barron, đó là lời đáp trả của cầu thủ áo số 33. Mọi thứ mà cầu ngoài làm đều đang bị Sài Gòn Hit đáp trả là một cách cực kỳ đâm thép. Anh ghi 2 điểm, bị đối phương đáp trả lại 2 điểm. Và khi mà cầu ngoài bắn ba thì anh ta không thành công. Nhưng vừa rồi thì Borovampa tiếp tục có 2 điểm. Và đây là tình huống lên bóng của Sài Gòn Hit. Kai Barron từ tốn mà thôi. Trận đấu còn lại khoảng 1 phút và hơn 10 giây. Sài Gòn Hit không vội vàng. Cách biệt 17 điểm là an toàn. Cú ném ba không thành công nhưng có sự tiếp ứng đến từ Christiaker. 2 điểm tiếp theo của cầu thủ áo số 20. 99 điểm rồi. Và giờ đây Sài Gòn Hit chỉ còn cách điểm số thứ 100 đúng 1 điểm nữa mà thôi. Vẫn là khoảng cách 19 điểm được tạo ra bởi ông 30. Còn khoảng hơn 1 phút 1 chút mà thôi để trận đấu này khép lại. Nhưng giờ đây thì chúng ta có thể khẳng định chiến thắng chắc chắn trở lại với CIS và ông 30. Patrick List, những sự vẫy vùng đến từ Modafai vẫn đang là chưa thể hiệu quả được. Họ đang vùng vẫy trong vô vọng. Và ngày hôm nay sân CS đang cháy. Nó đang thiêu rùi bay Macaron. Modafai, Kaiho, không Barron. Một tình huống dứt điểm không thành công. Và đó là một tình huống xử lý tốt đến từ Chantachon, Sunthorn Cherry, Frederick List. Và xử lý không tốt đến từ Frederick List. Vẫn còn đó là Sunthorn Cherry. Chuyền bóng cho Sean Tong. Cũng vẫn chưa dứt điểm thành công. Lần thứ hai thì cầu thủ này mới mang về điểm số cho Modafai. Trận đấu còn lại đúng 26 giây. Sài Gòn Hit còn khoảng 19 giây để tấn công. Đây có thể sẽ là đợt lên bóng cuối cùng của trận đấu chăng? Chúng ta cùng chờ xem. Người xử lý đang là Kai Barron. Không có gì vội vàng cả. Còn lại 7 giây cho đợt tấn công này cũng 30. Quyết định xong thẳng vào bản đồ đối phương. Ghi 2 điểm. 101-82 dành cho Sài Gòn Hit. Sunthorn Cherry với những nỗ lực sau cùng. Và anh đã câu lỗi thành công. Trận đấu chúng ta còn lại 1.3 giây. Vẫn chưa có điểm dành cho Sunthorn Cherry. Và đây là cú ném tiếp theo. Bóng tiếp tục ra ngoài. Và trận đấu khép lại với thắng lợi 101-82 dành cho Sài Gòn Hit. Một thắng lợi tưng bừng mở đầu năm mới 2019 trên sân nhà rất hoàn hảo dành cho 30. Và Sang Đình đang được hô vang tên ở trên sân CS sau một màn trình diễn đầy quả cảm và cực kỳ thuyết phục. Và chiến thắng này đã giúp cho Sài Gòn Hit có được thắng lợi thứ 7 ở trong mùa giải năm nay. Và tiếp tục nuôi hy vọng giữ vững vị trí ở trong nhóm những đội lọt vào vòng playoff. Và giờ đây chúng ta sẽ cùng đến với màn phỏng vấn trận đấu của truyền hình FPT. Thank you.
Quý vị, một lần nữa thì sức nóng của nhà thi đấu CIS đã giúp cho các cầu thủ Sài Gòn Heat đã thiêu rụi bầy ma cà rồng Mono Vampire với tỷ số rất thuyết phục 101-82. Và giờ đây thì chúng ta hãy cùng đến với những suy nghĩ của Trevor Hill, cầu thủ đã góp công lớn đưa đến chiến thắng tiếp theo cho Sài Gòn Heat trên sân nhà. Hello Trevor Hill, firstly congratulations for the win. Back from the injury and two back-to-back impressive performances. How do you think about your performance? My performance, I could do better, you know. I'm playing on one leg right now. I'm not 100%. I think I'll be 100% in probably like another week or two. But it's good enough for me to play. And shout out to Mono, you know. They had a tough road game against Hong Kong, and they traveled directly here. And I know how hard that is on the body as an athlete, you know, because that's how I got hurt. But tonight was a great team effort. I'm glad we got the win, and like I said, good club Mono, and tip my hat to them for fighting. Can you show us about your more detail about your physical status? Do you feel right? I feel good enough to play. I'm not as quick and fast and explosive as I used to be, but it's coming, you know, because each week I feel better. I get to move faster and stuff, but I got the okay to play, so I was happy that I could play. Thank you for your sharing. Vừa rồi thì chúng ta đã đến với những chia sẻ của Trevor Hill về màn trình diễn của bản thân sau khi trở lại từ chấn thương. Thì anh cho rằng anh đã thực hiện được tốt những chiến thuật mà huấn luyện viên tạo ra và góp phần giúp cho đội bóng chơi tốt với màn trình diễn tốt của mình. Và anh cũng xin gửi lời cảm ơn đến huấn luyện viên thể lực của đội bóng khi mà anh đã được chăm sóc để có thể trở lại tốt hơn. Giờ đây thì anh vẫn đang cảm thấy khỏe mỗi khi ra sân và đủ sức để đóng góp cho Sài Gòn Heat trong phần còn lại của mùa giải. Và giờ đây thì chúng ta hãy đến với phần chia sẻ của huấn luyện viên Kyle Julius. Hello, Mr. Kyle. Hello. Yeah. How do you think about the performance of the team? Yeah, well, you know, we had, I think, you know, not to take anything away from Malaysia. They're a very good team, well-coached team. But we had what I thought was our worst game of the year in Malaysia. Energy was low, execution was poor. We couldn't execute against their zone. And so we were all disappointed. We had a couple of good days of practice. We refocused and we really responded well today. I'm really proud of that performance. And how about the foul from Mike Singletary? Yeah, I didn't like that at all. It was around his neck. I didn't think there was a play on the ball. You know, a 20-point lead with a couple minutes left, I thought that was really dangerous. And, you know, I care about my guys a lot, so I went in there to protect my guys and make sure they're okay. Yeah, congratulations for the team, and thank you for your sharing. Yeah. Như vậy là huấn luyện viên Kyle Julius vừa chia sẻ là đội bóng đã chơi rất tốt trong những trận đấu trước những đội bóng khó khăn như là Westport Malaysia Dragon hay là Mono Vampire trên sân nhà. Các cầu thủ vẫn thực hiện tốt màn trình diễn mà ông đã đề ra ngay từ đầu. Và còn về tình huống phạm lỗi, phải nói là rất nguy hiểm đến từ Mike Singletary, thì ông cho rằng đó là một thời điểm phạm lỗi
thật sự không cần thiết của cầu thủ bên phía Thái Lan khi mà họ đã bị dẫn điểm rất xa, và đó là một tình huống không nên tiếp tục tiếp diễn trong giải đấu năm nay. Và như vậy là phần bình luận trực tiếp cũng như là truyền hình trực tiếp của chúng tôi đến đây xin phép được khép lại. Chúc mừng Sài Gòn Heat với chiến thắng tiếp theo trên sân nhà, và chúng ta sẽ còn gặp lại nhau trong những trận đấu tiếp theo của Sài Gòn Heat ở mùa giải IBL thứ 9. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.